Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh. Tập 9. Chương 81, Nhân Hoàng Chi Uy, 1. Nhân Hoàng bệ hạ, quả nhiên đáng sợ. Vừa thấy chữ xá này, ngay cả tu sĩ đứng từ xa nhìn thấy cũng không khỏi động dung, lẩm bẩm nói, Nhân Hoàng bệ hạ, quả thật là sâu không lường được. Bằng một chữ xá là có thể trấn nhiếp vương hầu, có thể nghĩ, Bảo Thánh Thượng Quốc Nhân Hoàng là đáng sợ bực nào. Về phần những người khác của Tẩy Nhan cổ phái, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ bằng vào một chữ xá này, cũng có thể biết Nhân Hoàng của Bảo Thánh Thượng Quốc là đáng sợ bực nào. Cổ Thiết Thủ, trình độ của bệ hạ ở đây còn không thả người. Tử Sơn Hầu trầm giọng nói. Hắn cầm thánh chiếu trong tay, khí thế bức người, khiến người ta có chút không thở nổi. Cổ Thiết Thủ nhìn chữ xá này, lắc đầu, nói, Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu liên quan đến muốn hủy diệt Tẩy Nhan cổ phái ta, coi như là Nhân Hoàng thủ chiếu cũng không được. Hành hình. Cổ Thiết Thủ nói khiến cho sắc mặt Tử Sơn Hầu đại biến, nghiêm nghị quát, Cổ Thiết Thủ, chớ phạm sai lầm. Nếu cãi lại thánh chiếu, cái này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tẩy Nhan cổ phái ngươi. Hành hình, Cổ Thiết Thủ không để ý tới hắn, trầm giọng quát. Chậm. Thấy Cổ Thiết Thủ cứng rắn đến, sắc mặt Tử Sơn Hầu đại biến, quát lên. Vào lúc này, hắn đều không thể không nhượng bộ. Nếu như hắn không thể mang Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu về, không chỉ là hắn không cách nào báo cáo kết quả công tác, chỉ sợ Nhân Hoàng tôn uy cũng bị khiêu khích. Cổ Thiết Thủ, ta mang Đồng huynh cùng Liệt Chiến Hầu, ngày ma bối lĩnh mở ra, có một phần của Tẩy Nhan cổ phái ngươi. Lúc này, Tử Sơn Hầu làm ra nhượng bộ, trầm giọng nói. Nghe được Tử Sơn Hầu nói như vậy, Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi dừng một chút. Ma bối lĩnh, đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Hắn cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói, ma bối lĩnh vốn là địa bàn của Tẩy Nhan cổ phái ta. Cần gì Bảo Thánh Thượng Quốc đến ban thưởng? Chém. Lời này của Lý Thất Dạ làm Tử Sơn Hầu tức giận đến run rẩy, chấp thánh chiếu quát lên, tiểu bối. Ngươi cũng biết nặng nhẹ, thánh chiếu vừa ra, nếu là vi phạm, tất bị tất cả môn phái Bảo Thánh Thượng Quốc vây quét. Một tờ giấy rách cũng ở trước mặt ta dương oai diễu võ. Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, lời vừa rơi xuống, năm ngón tay nhổ cổ cầm trong ngực. Hành. Tiếng đàn vang lên. Bên trong Tẩy Nhan cổ phái lập tức một đạo kiếm mang vọt lên, thời điểm kiếm mang quét xuống, chỉ thấy thánh chiếu vỡ nát, một chữ xá bị chém ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, thánh chiếu chém Nhân Hoàng, đây là khiêu khích đối với Nhân Hoàng. Vừa lúc đó, chữ xá bị chém thành hai nửa vậy mà keng một tiếng, như là thần kim pháp tắc, dung hợp lại với nhau, chữ xá trong nháy mắt tản mát ra quang mang đáng sợ. Trong nháy mắt, trong quang hoa hiện lên một bóng người vô cùng hùng vĩ, bóng người này vừa ra, lập tức hoàng uy như sóng, lớn, như hồng thủy bôn đằng rít gào, hoàng uy đáng sợ đánh thẳng vào vạn dặm đại địa. Tại dưới hoàng uy nghiền ép như thế, ngay cả Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi đông 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 liền lùi lại mấy bước. Ý chí Nhân Hoàng, vừa thấy trong quang hoa hiện lên bóng người vô cùng hùng vĩ, tu sĩ quan sát nơi xa không khỏi thất thanh kêu lên. Bóng người vô cùng hùng vĩ vừa hiện lên, đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ đôi mắt này giống như thực chất, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chìm nổi tinh hà, làm cho người ta run rẩy phục lại. Hoàng uy của Côn Bằng, chảm, bóng người vừa mở miệng, tiếng sấm ầm ầm, lời còn chưa dứt, bàn tay to của hắn đã chém xuống, một chảm diệt thẳng Lý Thất Dạ. Một chảm này uy lực vô cùng cường đại, một chảm xuống có thể chém rơi trăng sáng trên bầu trời, nghiền ép tất cả vương hầu. Lúc này, Cổ Thiết Thủ hoảng sợ thất sắc, chính là Lý Xương Nhan muốn cứu Lý Thất Dạ cũng vô lực. Cút! Ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, nhưng mà, quát lạnh một tiếng, không có bất kỳ động tác gì. Ngay trong lúc điện quang ở giữa thạch hỏa này, liền ở trong nháy mắt này, ầm một tiếng vang thật lớn. Giờ khắc này, một ít đệ tử Tẩy Nhan cổ phái cũng không đành lòng nhìn, cho là Lý Thất Dạ tất là chết thảm. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt một chảm muốn giết Lý Thất Dạ, một bàn tay khổng lồ từ thiên vũ đánh tới, theo một tiếng vang thật lớn. Bàn tay khổng lồ này đập nứt bóng người tại chỗ, ý chí Nhân Hoàng kêu thảm một tiếng,
có một sợi pháp tắc muốn từ trong bàn tay khổng lồ này chạy trốn. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ nghiền ép, lập tức đem một sợi pháp tắc này nghiền diệt, bóng dáng nhân hoàng thoáng cái tan thành mây khói. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, không ai thấy rõ bàn tay khổng lồ này từ đâu mà đến. Thời điểm phát sinh hết thảy, ở trên quảng trường Cửu Thánh Yêu Môn xa xôi, đột nhiên có một người đá trong nháy mắt vươn ra một cánh tay đá. Một cánh tay đá của nó vượt ngang thiên địa, thẳng dò xét bầu trời, không biết một bàn tay đá này dò xét nơi nào. Một bàn tay đá từ Cửu Thánh Yêu Môn ngang trời mà tới, cách ức vạn dặm, dễ dàng nghiền nát ý chí của nhân hoàng. Cho dù là ý chí nhân hoàng có thể xưng là trấn áp vương hầu, ở dưới bàn tay khổng lồ này, cũng bé nhỏ không đáng kể như con kiến hôi. Nhìn thấy thạch thủ lóe lên rồi biến mất, Lý Dương Nhan ở bên người Lý Thất Dạ chấn động tâm thần. Người khác không biết cự thủ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất này là cái gì, nhưng nàng lại biết. Một bàn tay đá vượt ngang thiên địa từ Cửu Thánh Yêu Môn nhô ra, dễ dàng nghiền nát ý chí nhân hoàng, đây là đáng sợ bực nào. Lý Dương Nhan cũng nghe sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng nói qua, bốn tôn người đá là thủ hộ thần của Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn. Nhưng mà, nàng căn bản không biết cái thần thủ hộ được xưng là bốn tôn người đá này là cường đại cỡ nào. Và hôm nay, Lý Dương Nhan rốt cục biết, bốn tôn người đá là đáng sợ cỡ nào. Lúc này, nàng cũng minh bạch vì cái gì sư phụ nàng nhượng bộ đối với Lý Thất Dạ. Yêu Hoàng, nhân hoàng có là cái gì, ở trong tay bốn tôn thủ hộ thần, sẽ dễ dàng bị nghiền diệt. Lúc này, không chỉ là tất cả tu sĩ quan sát từ xa, ngay cả trên dưới tẩy nhân cổ phái, đều thoáng cái ngây dại, Tử Sơn Hầu tức thì bị chấn động đến thất thần. Ý chí nhân hoàng đáng sợ kinh người cỡ nào, nhưng lại bị nghiền nát một cách nhẹ nhàng, đây rốt cuộc là người phương nào? Nhân hoàng mà mình, cho dù là nhân đế đô cũng không đủ nói. Đối với chuyện như vậy, Lý Thất Dạ căn bản không có để ở trong lòng, dùng giọng điệu thong dong nhất nói ra lời như vậy. Chảm! Lúc này, Lý Thất Dạ phân phó nói. Không! Đồng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu lúc sắp chết cũng không khỏi hét to một tiếng, bọn họ thật không ngờ, đến hôm nay, ngay cả nhân hoàng cũng không cứu được bọn họ. Đệ tử tẩy nhân cổ phái phục hồi tinh thần lại, đao lên đao xuống, liền đem Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu chém chết, đầu lâu lăn đến rất rất xa rất xa. Cuối cùng, đầu của Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu bị đệ tử tẩy nhân cổ phái dùng hộp gỗ đựng kỹ, ở dưới mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, đưa đến trước mặt Tử Sơn Hầu. Ký ngữ một câu Thánh Thiên Giáo, người cản đạo của ta, giết không tha. Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tử Sơn Hầu, thong dong nói. Lời vừa dứt, xoay người rời đi, chậm chậm mà đi. Sắc mặt Tử Sơn Hầu khó coi tới cực điểm, nhưng là lúc này hắn không dám lỗ mãng, mang theo Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu đầu vội vàng rời đi. Thời điểm bàn tay khổng lồ nghiền nát ý chí của nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, ở trong hoàng thành trên không của Bảo Thánh, một vị nam tử to lớn ngang ngược nhất thời chấn động, quát to một tiếng không tốt, hai mắt phun ra nuốt vào thần diễm lập tức mở ra, hắn lập tức đứng lên. Nam tử sắc mặt đại biến, đứng ở trên quan đài, trông về phía chân trời, tựa như nhìn thẳng vào tẩy nhân cổ phái. Trong lúc nhất thời, thần thái của nam tử vô cùng ngưng trọng. Hắn làm nhân hoàng, hắn đã từng ngang dọc, đã từng trấn áp chư vương, nhưng mà hôm nay, để tâm thần của hắn rung động, đạo tâm ba động. Nam tử đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi, thật lâu không nói, đối với hạng người hùng tài đại lược như hắn, đã từng quét ngang ranh giới Bảo Thánh, hôm nay lại bị người dễ dàng mà nghiền nát ý chí, không có chút lực phản kháng nào, đây đối với hắn mà nói, không chỉ là vô cùng nhục nhã, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện hung sự. Xin lão tổ. Cuối cùng, nam tử trầm giọng nói, hướng Thánh Thiên Giáo tổ địa phái ra sứ giả, hướng về phía Thánh Thiên Giáo lão tổ xin chỉ thị. Lần này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức rung động. Người đá một tay vượt qua thiên địa, nghiền diệt ý chí nhân hoàng, ở trong Cửu Thánh Yêu Môn rất nhanh liền có đệ tử hướng Luân Nhật Yêu Hoàng báo cáo. Luân Nhật Yêu Hoàng vừa nhận được báo cáo, thần sắc cũng chấn động. Ở trong Cửu Thánh Yêu Môn, Luân Nhật Yêu Hoàng triệu kiến chư vị trưởng lão, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Tin tức có thể xác định, người đá tông môn ta một tay vượt ngang thiên địa, nghiền nát ý chí của nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc. Mặc dù Luân Nhật Yêu Hoàng chưa lộ mặt, nhưng thanh âm của hắn vang lên trong mật thất. Cửu Thánh Yêu Môn cũng là tin tức thật nhanh, phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn vậy mà trong thời gian ngắn nhất đã biết. Phát sinh chuyện như vậy, khiến chư lão đang ngồi đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, chuyện này không chỉ là phát sinh quá đột ngột,
hơn nữa cũng không phải ở cửu thánh yêu môn bọn hắn có khả năng nắm giữ. Nhất định là Lý Thất Dạ tác động đến thần thủ hộ. Có trưởng lão không khỏi trầm giọng nói. Đây đã là sự tình không cần hỏi, đáp án miêu tả sinh động. Không chỉ nói là bọn họ, chính là toàn bộ cửu thánh yêu môn của bọn họ, cũng không người có thể cảm triệu bốn vị thủ hộ thần, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể cảm triệu bọn họ. Trừ Lý Thất Dạ, còn có thể là ai? Trầm mặc hồi lâu, có trưởng lão mở miệng nói, cửu thánh yêu môn chúng ta cùng tẩy nhan cổ phái cách xa nhau ngàn vạn dặm. Bất đồng một cái cương quốc bên trong, thủ hộ thần một tay, liền có thể vượt qua thiên địa, tùy tiện nghiền diệt ý chí nhân hoàng. Nói đến đây, trưởng lão dừng một chút, nói, cái này đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Vấn đề này khiến chư lão đang ngồi chấn động trong lòng, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây quả thật là chuyện khảo nghiệm bọn họ, từ xưa đến nay, cửu thánh yêu môn bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua thủ hộ thần ra tay qua. Trên thực tế, trước khi Lý Thất Dạ đến, chư lão cửu thánh yêu môn cũng không biết cửu thánh yêu môn của mình có thủ hộ thần. Vượt ngang thiên địa, một tay nghiền nát ý chí nhân hoàng, đây chính là chuyện lớn đến không thể lường được, nên là thời điểm chúng ta xuất thủ. Thời điểm chư lão đều lâm vào trầm mặc, thanh âm của Luân Nhật Yêu Hoàng vang lên, từ từ nói, Thánh Thiên Giáo cùng tẩy nhan cổ phái xung đột, hẳn là điều hòa một chút. Nghe được lời Luân Nhật Yêu Hoàng nói, chư lão đang ngồi không khỏi chấn động tâm thần, một vị trưởng lão không khỏi nói, bệ hạ, Thánh Thiên Giáo cùng tẩy nhan cổ phái chính là tử địch, Thánh Thiên Giáo muốn diệt lòng tẩy nhan cổ phái, chưa bao giờ đình chỉ qua. Nếu cửu thánh yêu môn chúng ta nhúng tay trong đó, chỉ sợ là đối địch cùng Thánh Thiên Giáo. Chương 82, Nhân Hoàng Chi Uy, 2. Thánh Thiên Giáo muốn cùng phái ta khai chiến, bọn hắn còn phải cân nhắc một chút. Thanh âm Luân Nhật Yêu Hoàng vang lên, lưỡng hổ tương tranh, tất có một thương. Bọn hắn mới lập quốc 3 vạn năm, cũng xưng thượng quốc, chờ bọn hắn chân chính có được thượng quốc thực lực, rồi nói sau. Bất luận ở Đại Trung Vực hay là Nhân Hoàng Quốc, cương quốc xưng hô là có tiêu chuẩn, biên thùy tiểu quốc, kẻ bất nhập lưu, không đủ thành đạo. Đại quốc chân chính có 3 loại xưng hô, cương quốc, thượng quốc, cổ quốc. Nói như vậy, thực lực nội tình của cổ quốc cường đại nhất, thượng quốc thứ hai, cương quốc thứ hai, về phần tiểu quốc, không xếp vào trong đó. Xưng hô quốc gia cũng có tiêu chuẩn, ví dụ như không phải là đế thống tiên môn xây dựng quốc gia, xưng là cương quốc, đế thống tiên môn xây quốc gia xưng là thượng quốc. Nếu như nói, đế thống tiên môn của kiến quốc chủ từng xuất hiện hai vị tiên đế hoặc trở lên, như vậy, liền xưng là cổ quốc. Ngoại trừ ra hai vị tiên đế, có một ít quốc gia cổ xưa cũng có thể xưng là cổ quốc, loại quốc gia này nhất định phải thành lập cực kỳ cổ xưa, ảnh hưởng cực lớn. Nói thí dụ như, quốc độ năm đó tẩy nhan cổ phái xây dựng, liền bị xưng là tẩy nhan cổ quốc. Bởi vì quốc độ tẩy nhan cổ phái xây dựng bắt đầu từ thời đại chư đế, mà Minh Nhân tiên đế cũng là tiên đế đầu tiên mở ra thời đại chư đế. Tẩy nhan cổ quốc vượt qua chọn một thời đại, cho nên, mặc dù tẩy nhan cổ phái chưa ra tiên đế thứ hai, vẫn được người xưng là cổ quốc. Trên thực tế, cửu thánh yêu môn kiến quốc cũng là cực kỳ cổ xưa, nhưng mà, lực ảnh hưởng của bọn hắn còn kém rất rất xa tẩy nhan cổ phái năm đó, cho nên, bọn hắn chỉ là tự xưng cương quốc. Về phần bảo thánh thượng quốc, lấy tiêu chuẩn mà nói, bọn họ không có tư cách xưng là thượng quốc, bọn họ tối đa cũng chính là cương quốc mà thôi. Nhưng mà, bọn họ ỷ vào Thánh Thiên Giáo lão tổ y nguyên còn tại nhân thế, tự xưng vô địch, cho nên, xưng là thượng quốc. Đương nhiên, rất nhiều người kiêng kỵ lão tổ Thánh Thiên Giáo, cũng không dám chỉ trích. Luân Nhật Yêu Hoàng nói, để chư lão đang ngồi chấn động tâm thần, chư lão cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một cái. Có trưởng lão không khỏi trầm ngâm một hồi, nói, bệ hạ, luận quốc lực, cổ ngưu cương quốc chúng ta không chắc thua kém bảo thánh thượng quốc, nhưng mà, Thánh Thiên Giáo lão tổ để cho người ta kiêng kỵ nha. Nhắc tới lão tổ Thánh Thiên Giáo, cái này khiến chư lão ở đây đều chấn động trong lòng. Lão tổ Thánh Thiên Giáo, thật sự là quá nghịch thiên, đừng nói là Đại Trung Vực, chính là phóng nhãn cả nhân hoàng giới, lão tổ Thánh Thiên Giáo vẫn là nhân vật làm cho người ta kiêng kỵ. Nếu là năm đó Mục Thiếu Đế vẫn còn, Đại Trung Vực làm sao có thể đến phiên Thánh Thiên Giáo lão tổ xưng bá đây? Cũng có trưởng lão không khỏi cảm khái nói. Nhắc tới Mục Thiếu Đế, dù là qua năm vạn năm, cũng vẫn làm cho người ta động dung. Mục Thiếu Đế có thể nói là tẩy nhan cổ phái phục hưng chi chủ. Đã từng được cho rằng tẩy nhan cổ phái từ Minh Nhân Tiên Đế về sau,
Mục Thiếu Đế sẽ là vị tiên đế thứ hai. Mục Thiếu Đế cũng thật sự là nghịch thiên vô địch, ở thời điểm Đạp Không Tiên Đế còn chưa gánh chịu thiên mệnh. Hắn đã từng là địch nhân mạnh nhất của Đạp Không Tiên Đế, nghe đồn, lúc hắn còn trẻ, cùng Đạp Không Tiên Đế tranh thiên mệnh, 3 thắng 3 bại, chiến tích như vậy, là huy, hoàng bực nào. Theo tin tức đáng tin cậy, lão tổ Thánh Thiên Giáo Y Nguyên còn tại thế, mặc dù hắn gần 3 vạn năm chưa xuất thế, nhưng mà, hắn tuyệt đối là sống ở nhân thế. Có một vị trưởng lão không khỏi nói ra, nếu lão tổ Thánh Thiên Giáo xuất thế, cửu thánh yêu môn chúng ta chỉ sợ khó mà địch lại nha. Nhắc tới lão tổ Thánh Thiên Giáo, bất luận là ai, cũng không khỏi kiêng kỵ 3 phần, cho nên, nói tới vấn đề này, chư lão cửu thánh yêu môn đều không khỏi thần thái ngưng trọng. Lão tổ của Thiên Thánh Giáo, Luân Nhật Yêu Hoàng từ từ nói, thời đại đạo gian đã qua, thời đại mới đã mở ra, lão tổ của Thiên Thánh Giáo đã sắp xuống tuổi, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi. Thời đại đạo gian chính là chỉ 3 vạn năm gần đây. Ở 5 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, trưởng quản càn khôn, nhưng mà, không biết vì cái gì, tại 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đột nhiên nổi bão, cưỡng đoạt thiên mệnh. Nghe nói, Hắc Long Vương đánh một trận chiến với Đạp Không Tiên Đế, đánh nát vòm trời, đồn rằng trận chiến này cuối cùng thiên mệnh bị xé rách. Từ đó về sau, khiến cho thiên địa tinh khí khô kiệt, tu sĩ tu đạo vô cùng gian nan, chính là bởi vì như thế, thời đại này được xưng là thời đại đạo gian. Thời đại này trọn vẹn dày vò tu sĩ cửu giới 3 vạn năm, thẳng đến gần 10 năm, thời đại đạo gian mới qua đi, thiên địa tinh khí mới khôi phục lại. Lúc này, Luân Nhật Yêu Hoàng dừng một chút, nói, ta xem trọng Lý Thất Dạ, hắn tương lai tiềm năng không ai có thể bằng. Luân Nhật Yêu Hoàng vừa nói ra lời này, để trưởng lão ở đây cũng không khỏi nhìn nhau một cái, có trưởng lão cũng không phải là 10 phần đồng ý, nói, bệ hạ, Lý Thất Dạ mặc dù có chút yêu dị, nhưng mà, hắn chính là phàm thể phàm mệnh phàm luân, dạng thiên phú tư chất này, cuối cùng là khó có cái gì đại thành. Đúng vậy, bệ thượng, nếu bàn về thể chất thọ luân, Xương Nhan không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần, có trưởng lão cũng không khỏi nói. Trên thực tế, Lý Xương Nhan đi sứ tẩy nhan cổ phái, không phải tất cả trưởng lão đều đồng ý, bất quá, Luân Nhật Yêu Hoàng lực bài chúng nghị, cuối cùng mới thúc đẩy Lý Xương Nhan đi sứ tẩy nhan cổ phái. Ta sẽ không nhìn lầm người, Luân Nhật Yêu Hoàng chậm rãi nói. Lời Luân Nhật Yêu Hoàng nói khiến trưởng lão ở đây lâm vào trầm mặc. Luân Nhật Yêu Hoàng có địa vị cực cao ở cửu thánh yêu môn. Dưới tình huống bình thường, trưởng lão cũng sẽ không phản bác ý kiến của bệ hạ. Nếu là Thánh Thiên Giáo lão tổ xuất thế đây, có trưởng lão Y Nguyên không khỏi lo lắng, nói ra. Thánh Thiên Giáo có lão tổ, chúng ta có 4 vị thần thủ hộ. Có Lý Thất Dạ ủng hộ, chúng ta chính là có 4 vị thần thủ hộ ủng hộ. Luân Nhật Yêu Hoàng trầm giọng nói, cái này phải xem lão tổ Thánh Thiên Giáo cường đại hay là thần thủ hộ của chúng ta vô địch. Thủy tổ chúng ta chính là một đời tuyệt thế vô song đại yêu, hắn, để cho 4 tôn người đá làm thần thủ hộ của cửu thánh yêu môn chúng ta, cái này đủ để nói rõ bọn chúng là đủ cường đại. Lời này khiến trưởng lão đang ngồi trầm mặc thật lâu, cho đến bây giờ, không có ai biết 4 người đá đến tột cùng là cường đại bao nhiêu, chỉ sợ đây là một bí ẩn. Tẩy nhan cổ phái cường thế chém Đồng Thánh Long, liệt chiến hầu, tin tức này như bão táp truyền khắp toàn bộ Bảo Thánh Thượng Quốc. Trong lúc nhất thời rung động tất cả tu sĩ, tất cả môn phái của Bảo Thánh Thượng Quốc. Đặc biệt là ý chí của nhân hoàng bị nghiền nát, điều này càng khiến cho trưởng môn giáo chủ các giáo trong lòng chấn động không thôi. Kỳ ở Bảo Thánh Thượng Quốc cường đại, tất cả mọi người không dám công khai thảo luận chuyện này, nhưng lén lút có thật nhiều người đang thảo luận, đều đang dị nghị. Chẳng lẽ Liễu Tam Kiếm thật sự còn sống? Lão giáo chủ biết rõ nội tình không khỏi lẩm bẩm nói, 3 vạn năm qua, tẩy nhan cổ phái ngay cả nhân hoàng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Liễu Tam Kiếm ra, còn có ai có thể nghịch thiên như thế? Nghĩ đến bàn tay khổng lồ kia dễ dàng nghiền nát ý chí nhân hoàng, điều này làm cho không biết bao nhiêu người trong lòng trầm xuống, bàn tay khổng lồ này cường đại, tuyệt đối là vượt xa nhân hoàng. Tẩy nhan cổ phái đây là phản thiên, liền ý chí nhân hoàng đều dám nghiền diệt, đây là hướng Bảo Thánh Thượng Quốc khai chiến sao? Cũng có tu sĩ vì đó mà nghiêm nghị nói ra. Có một ít đại nhân vật trầm ngâm nói, hoặc là tẩy nhan cổ phái yên lặng 3 vạn năm, bọn hắn cũng muốn rửa sạch sỉ nhục năm đó, trùng kiến cổ quốc. Mặc dù không biết sau lưng tẩy nhan cổ phái xuất thủ là ai, bất quá, tẩy nhan cổ phái muốn trùng kiến cổ quốc, chỉ sợ là không có hy vọng,
bảo trụ hang ổ đã coi như không dễ dàng. Có giáo chủ thế hệ trước đã từng quan chiến qua 3 vạn năm trước lắc đầu nói ra, năm đó thời điểm Liễu Tam Kiếm còn sống, cũng không thể giữ vững cổ quốc, Tẩy Nhân cổ phái cuối cùng lui về hang ổ. Lão tổ Thánh Thiên Giáo còn sống, vậy sợ Liễu Tam Kiếm của Tẩy Nhân cổ phái vẫn còn sống, vẫn không có cơ hội đánh bại Thánh Thiên Giáo, trùng kiến cổ quốc. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận đều có người quan sát, có người là mài đao soàn soạt, mặc dù nói đánh vỡ bố cục của Bảo Thánh Thượng Quốc. Đối với một ít môn phái, một ít tu sĩ mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng mà đối với một ít môn phái mà nói, đây là thời cơ tốt nhất thừa cơ quật khởi, đục nước béo cỏ. Miễn diệt ý chí nhân hoàng, cái này khiến trên dưới Tẩy Nhan cổ phái vì đó sôi trào. Trước đó, Tẩy Nhan cổ phái căn bản không dám cùng Bảo Thánh Thượng Quốc tranh chấp, Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, thậm chí là không dám phản kháng Bảo Thánh Thượng Quốc. Nhưng mà, hôm nay thậm chí ngay cả ý chí của Bảo Thánh Thượng Quốc Nhân Hoàng đều bị nghiền diệt, cái này khiến tất cả đệ tử trên dưới Tẩy Nhan cổ phái cũng không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào, để cho đệ tử trên dưới nhìn thấy hy vọng chấn hưng. Trên thực tế, rung động không chỉ là đệ tử bình thường của Tẩy Nhan cổ phái, chính là hộ pháp, thậm chí là ngũ đại trưởng lão, đều là thần thái chấn động, đây tuyệt đối là một chuyện để cho bọn họ tưởng tượng không đến. Tẩy Nhan cổ phái, lấy Cổ Thiết Thủ làm mạnh nhất, có thể xưng là Tẩy Nhan cổ phái đệ nhất nhân, nhưng mà, một chữ xá của Nhân Hoàng đều có thể chấn nhiếp hắn. Nhưng mà, chớ nói là một chữ xá, chính là ý chí của Nhân Hoàng đều bị nghiền diệt, trong lúc nhất thời, để năm vị trưởng lão đối với Lý Thất Dạ ký thác kỳ vọng không gì sánh được. Trở lại trong tông môn, năm vị trưởng lão đều tại chỗ, Lý Thất Dạ cũng ở trong bữa tiệc. Hôm nay, Lý Thất Dạ hoàn toàn là có thể cùng năm vị trưởng lão ngang vai ngang vế, năm vị trưởng lão càng là xem hắn là trung hưng chi chủ, chúng ta cũng không cần cao hứng. Trong bữa tiệc, Lý Thất Dạ chậm rãi nói cho cùng, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta vẫn là rất nhỏ yếu, không có thủ đoạn, luận thực lực, không đủ cùng Bảo Thánh Thượng Quốc, Thánh Thiên Giáo tranh hùng. Lý Thất Dạ nói ra tình hình thực tế của Tẩy Nhan cổ phái, ngũ đại trưởng lão cũng không dị nghị, sau khi cao hứng, trong lòng bọn họ cũng là nặng trịch, trừ vương bài như Lý Thất Dạ ra, bọn họ không có át chủ bài khác. Luận nội tình, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta so Thánh Thiên Giáo mạnh hơn, mặc dù nói, chúng ta bây giờ có đế thuật có hạn. Nhưng mà, không thể phủ nhận, chúng ta còn có lượng lớn đại hiền thuật, thánh hoàng chi công vân vân. Nói cho cùng, chúng ta không lo không có công pháp tu luyện, sầu là không người kế tục. Lý Thất Dạ nói ra, Tẩy Nhan cổ phái mặc dù mất đi đại lượng đế thuật, nhưng mà, cuối cùng là đế thống tiên môn, đã từng ra vô số đại hiền thánh hoàng, có được lượng lớn đại hiền thánh hoàng thuật. Trên thực tế, Tẩy Nhan cổ phái có đại hiền thánh hoàng thuật, y nguyên để cho vô số tu sĩ cùng với tu sĩ môn phái thèm nhỏ dãi. Chúng ta thiếu minh sư. Cuối cùng, Cổ Thiết Thủ chua xót cười một tiếng, nói ra không sợ chê cười. Trên thực tế, sư huynh đệ chúng ta tu luyện, trên căn bản đều là dựa vào chính mình mò mẫm lăn lộn. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, Chú Thiên Tiên Bí, 1. 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta cùng Thánh Thiên Giáo đánh một trận, hao tổn quá lớn, coi như là 3 vạn năm đi qua, y nguyên không cách nào khôi phục nguyên khí. Tôn Trường cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Những trưởng lão khác ở đây cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau trận chiến 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, đã thành kết cục đã định. 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo đánh một trận, Tẩy Nhan cổ phái thảm bại. Ở trong trận chiến kia, Tẩy Nhan cổ phái vì bảo vệ Tẩy Nhan cổ quốc, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Sau một trận chiến, Tẩy Nhan cổ phái từ nguyên lão đến đệ tử phổ thông, 8-9 phần 10 chiến tử. Cuối cùng, Tẩy Nhan cổ phái bị buộc không thể không lui về hang ổ. Tại trước đại chiến, Tẩy Nhan cổ phái có thể nói là có vô số cường giả, chính là đại hiền đều là mấy vị, nhưng mà ở sau trận chiến kia, có thể sống sót, vậy chỉ có 1-2 phần 10. Một trận chiến này hoàn toàn móc rỗng Tẩy Nhan cổ phái, mặc dù về sau đã từng có mấy vị nguyên lão cường đại, trưởng lão cùng hộ pháp còn sống, nhưng mà, bọn hắn lại thành che chở cuối cùng của Tẩy Nhan cổ phái. Sau trận chiến năm đó, tuy rằng còn có mấy vị nguyên lão, trưởng lão, hộ pháp cường đại còn sống,
nhưng bọn họ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bởi vì trận chiến năm đó thật sự là quá thảm thiết, cho dù là đám người Nguyên Lão nghịch thiên còn sống sót cũng là trọng thương khó trị, chỉ có thể dựa vào mệnh đan thọ dược kéo dài mạng sống. Sau khi bọn họ trở về đều nhao nhao bế quan, không cách nào xuất thế nữa. Tại lúc đó, Nguyên Lão, Trưởng Lão sống sót trừ phi là Tẩy Nhan cổ phái gặp phải tai họa ngập đầu, nếu không bọn họ không hề xuất thế, bởi vì tình huống bản thân bọn họ cực kỳ không lạc quan. Trên thực tế, một trận chiến năm đó, Tẩy Nhan cổ phái không chỉ là đại lượng đệ tử chiến tử, năm đó một trận chiến đồng thời còn móc rỗng đại lượng chân bảo linh dược của Tẩy Nhan cổ phái. Tại năm đó, vì bảo trụ Tẩy Nhan cổ quốc, Tẩy Nhan cổ phái là nện ra đại lượng bảo khí, tiên vật, thậm chí là hao tổn đại lượng cao thể, thọ dược, mệnh đan tại thời điểm đại chiến. Không biết có bao nhiêu đệ tử là dập thuốc ra trận, đối mặt tình huống đại cục không ổn, đại lượng đệ tử điên cuồng sử dụng thể cao, thọ dược, mệnh đan, muốn phản công Thánh Thiên Giáo. Chính là bởi vì như thế, khiến cho sau trận chiến này Tẩy Nhan cổ phái mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng mà tồn kho trống rỗng, có thể lấy ra bảo vật linh dược cũng là lác đác không có mấy, hết sức khó coi. Năm đó sau một trận chiến, đệ tử hơi có thiên phú của Tẩy Nhan cổ phái đều là chết trận xa trường, cái này dẫn đến Tẩy Nhan cổ phái bị mất đế thuật. Mặc dù Tẩy Nhan cổ phái về sau còn tồn tại lượng lớn thánh hoàng, đại hiền thuật, đáng tiếc, đằng sau chiêu thu đệ tử tại phía trên tu đạo, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình leo trèo lăn lộn, dẫn đến rất nhiều đệ tử tại phía trên tu đạo đi con đường sai lầm, hoặc là đi rất nhiều đường quanh co, lại thêm không có bảo khí, linh dược ủng hộ, cái này càng làm cho Tẩy Nhan cổ phái một ngày không bằng một ngày. Đồng thời, sau khi Thánh Thiên Giáo thành lập Bảo Thánh Thượng Quốc, Tẩy Nhan cổ phái chiêu thu đệ tử trở nên càng thêm khó khăn, đệ tử hơi có thiên phú cũng không nguyện ý đầu nhập vào Tẩy Nhan cổ phái. Đối với bọn người đại trưởng lão nói tình huống, Lý Thất Dạ cũng có thể minh bạch. Ở dưới thế cục năm đó, Tẩy Nhan cổ phái có thể bảo tồn lại cũng không dễ dàng, nói gì quật khởi. Chúng ta Tẩy Nhan cổ phái muốn quật khởi, cũng nhất định phải buông tay ra đối với đệ tử thế hệ tuổi trẻ. Sau khi trải qua khảo hạch, nếu là có tiềm lực, hẳn là cho tu luyện đại hiền, thánh hoàng chi thuật. Tẩy Nhan cổ phái chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải bồi dưỡng đệ tử thế hệ tuổi trẻ, đại hiền, thánh hoàng chi thuật mặc dù tuyệt thế, chúng ta hẳn là nên buông tay, đế thuật nắm giữ trong tay là được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ làm ra đề nghị như vậy. Từ khi suy sụp về sau, Tẩy Nhan cổ phái bởi vì bị mất đế thuật, có đế thuật hoàn chỉnh cũng chỉ có Côn Bằng Lục Biến. Cho nên, cái này khiến Tẩy Nhan cổ phái nắm giữ công pháp của Thánh Hoàng cực kỳ nghiêm cực. Dưới tình huống bình thường, đệ tử bình thường không có trải qua vài thập niên, thậm chí là trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm khảo hạch, không thể truyền thụ đại hiền, thánh hoàng chi thuật. Nhưng mà, đối với môn hạ đệ tử mà nói, cái kia đã bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, lại thêm không có minh sư chỉ điểm, càng là chậm trễ tu hành. Tẩy Nhan cổ phái làm như vậy, cũng không có cách nào, đế thuật thiếu thốn, đối với toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái mà nói, đại hiền, thánh hoàng chi thuật đã là nội tình chân quý nhất của bọn hắn. Nếu như đại hiền, thánh hoàng chi thuật đều bị tiết lộ ra ngoài, đây đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói đả kích càng lớn. Đế thuật, chúng ta sẽ tìm trở về rồi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lấy lời nói như vậy thuyết phục Ngũ Đại Trưởng Lão. Ngũ Đại Trưởng Lão đối với đề nghị của Lý Thất Dạ, cuối cùng cũng là nhất trí đồng ý, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái chỉ có một đường quật khởi. Nếu như không quật khởi, như vậy, bị Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc tiêu diệt đó là chuyện sớm hay muộn. Tẩy Nhan cổ phái muốn quật khởi, vậy nhất định phải cải biến, nếu không, dùng tình huống bảo thủ hiện tại, đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói, quật khởi, đó chẳng qua là một câu nói suông mà thôi. Tại thời điểm Tẩy Nhan cổ phái quyết định cải cách, mà tại Bảo Thánh Thượng Quốc, truyền ra một tin tức, Cổ Ngưu Cương Quốc ở Lân Cương, Cửu Thánh Yêu Môn phỏng vấn Bảo Thánh Thượng Quốc. Cửu Thánh Yêu Môn Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình gặp gỡ Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc. Tin tức này vừa ra, khiến cho Bảo Thánh Thượng Quốc gợn sóng không nhỏ. Trước đó không lâu, Tẩy Nhan cổ phái mới chém Đồng Thánh Long, liệt chiến hầu, nghiền diệt ý chí Nhân Hoàng. Lúc ấy truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc Lý Xương Nhan liền ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Hiện tại Luân Nhật Yêu Hoàng sẽ gặp Bảo Thánh Thượng Quốc Nhân Hoàng, cái này quá trùng hợp đi. Không có ai biết hai đại hoàng giả gặp gỡ nói nội dung gì, nhưng mà sau khi Luân Nhật Yêu Hoàng rời đi, hoàng đô của Bảo Thánh Thượng Quốc liền truyền ra tin tức, liệt chiến hầu,
Đồng Thánh Long cùng Tẩy Nhan cổ phái xung đột chỉ là ân oán cá nhân. Mặc dù tin tức này Bảo Thánh Thượng Quốc cũng không có lấy con đường chính thống tuyên bố, chỉ là lấy tin tức ngầm truyền tới, cái này đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Nghe được tin tức ngầm như vậy, cái này khiến không ít môn phái đại giáo bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc vì đó hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được Tẩy Nhan cổ phái thông đồng với Cửu Thánh Yêu Môn. Lúc này rất nhiều người mới minh bạch vì cái gì Tẩy Nhan cổ phái dám khiêu khích Bảo Thánh Thượng Quốc. Nguyên lai sau lưng là có Cửu Thánh Yêu Môn làm chỗ dựa, nếu không, bằng Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, ở đâu ra thực lực khiêu chiến Bảo Thánh Thượng Quốc. Tẩy Nhan cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn liên hợp, chỉ sợ cũng chưa nói tới kinh ngạc. Có trưởng môn không khỏi nói ra, nhớ năm đó, Thủy Tổ Cửu Thánh Yêu Môn chính là đệ nhất thần tướng dưới trướng Minh Nhân Tiên Đế nha. Cửu Thánh Yêu Môn thế nhưng là đã từng phụ thuộc Tẩy Nhan cổ phái, mặc dù bây giờ Cửu Thánh Yêu Môn cường đại, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, nhưng mà hai phái đã từng là hợp tác trăm ngàn vạn năm nha. Nước xa cứu không được lửa gần, cũng có người nói như vậy, Tẩy Nhan cổ phái coi như là cùng Cửu Thánh Yêu Môn hợp tác, nhưng mà Cửu Thánh Yêu Môn rời xa Tẩy Nhan cổ phái, lấy Tẩy Nhan cổ phái nhỏ yếu, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị Thánh Thiên Giáo tiêu diệt. Sau khi chuyện này truyền ra, trong lúc nhất thời, ở Bảo Thánh Thượng Quốc nhắc lên không ít gợn sóng, đông đảo môn phái đại giáo nghị luận ầm ĩ. Mà Tẩy Nhan cổ phái với tư cách một trong nhân vật chính, đối với chuyện này lại thờ ơ, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái là do Lý Thất Dạ chủ trì đại cục. Trên thực tế, ngay từ đầu ngũ đại trưởng lão nghe được tin tức này, cũng không khỏi giật mình, Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái bọn hắn. Cái này có thể nói là cực kỳ vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng mà, thấy thần thái của Lý Thất Dạ bình tĩnh, bọn hắn đã minh bạch. Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái bọn hắn, cũng không phải hướng về phía Tẩy Nhan cổ phái bọn hắn, mà là hướng về phía Lý Thất Dạ. Ở trong Tẩy Nhan cổ phái, Lý Thất Dạ được năm đại trưởng lão ủng hộ, hắn bắt đầu tiến hành cải cách dứt khoát, bắt đầu hướng môn hạ đệ tử thả ra công pháp. Trải qua khảo hạch, đệ tử có tiềm lực đều sẽ được truyền thụ đại hiền thích hợp, công pháp thánh hoàng, bất luận là thọ pháp, mệnh công, thể thuật. Vì bồi dưỡng ra một đám đệ tử có tiềm lực, Lý Thất Dạ có thể nói là tự mình cầm đao, từ chọn lựa đệ tử, theo truyền thụ công pháp, đều là do hắn tự mình ra trận. Hắn làm như vậy là trước tiên vì Tẩy Nhan cổ phái bồi dưỡng ra một nhóm lực lượng trung kiên, một nhóm lực lượng trung kiên này mới là hy vọng tương lai của Tẩy Nhan cổ phái. Lý Thất Dạ đem lực lượng trung kiên của Tẩy Nhan cổ phái chia thành 4 bộ phận, đệ tử đời thứ 2 có tiềm lực thậm chí là đường chủ, hộ pháp, đều do Mạc hộ pháp phụ trách. Lý Thất Dạ lựa chọn Mạc hộ pháp, cái này ngoại trừ Mạc hộ pháp là tâm phúc của hắn ra, hắn còn coi trọng Mạc hộ pháp đối với tu đạo trầm ổn. Đệ tử đời thứ 3 đã chính thức nhập môn, do Khuất Đao Ly phụ trách. Khuất Đao Ly vốn là đệ tử trong Tam Giác Cổ Viện, bất quá, Lý Thất Dạ chuyên môn đem hắn chọn ra. Lý Thất Dạ chọn chúng Khuất Đao Ly là có lý do của hắn, Khuất Đao Ly ở trong đệ tử đời thứ 3 có chút uy vọng, hơn nữa, thiên phú của hắn không tệ. Càng quan trọng hơn là, Khuất Đao Ly làm người chững chạc có dung, chỉ cần tăng thêm mài rũa bồi dưỡng, nhất định có thể thành đại khí. Còn có một bộ phận, chính là 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc, đây là Lý Thất Dạ tự tay bồi dưỡng ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này cùng hắn ma hợp đã rất tốt, chi đội ngũ này do Hứa Bội phụ trách. Cuối cùng một bộ phận đệ tử, chính là đệ tử còn không có chính thức nhập môn, nhóm đệ tử này sẽ trở thành lực lượng dự bị, đồng thời trong tương lai cũng là hy vọng của Tẩy Nhan cổ phái. Vốn Lý Thất Dạ có ý để Nam Hoài Nhân chỉ huy đám đệ tử dự bị này, nhưng mà tiểu tử này thông minh hơn. Chỉ nguyện ý ở lại bên người Lý Thất Dạ làm chân chạy, hắn ngay cả chức vụ đường sứ cũng từ. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sẽ không lựa chọn như thế, phải biết, quản lý mấy ngàn đệ tử chưa chính thức nhập môn, chức quyền trong tay đều nhanh so sánh với hộ pháp. Mà Nam Hoài Nhân là đệ tử có tư cách tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, nếu như hắn cố gắng tu hành vài năm, nói không chừng có thể trở thành hộ pháp trẻ tuổi nhất Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng mà, Nam Hoài Nhân lại không lựa chọn như vậy, hắn từ đi hết thảy chức vụ, ở lại bên người Lý Thất Dạ làm một chân chạy không quyền không chức. Cái lựa chọn này nhìn rất ngu ngốc, trên thực tế là lựa chọn thông minh nhất. Vì Tẩy Nhan cổ phái quật khởi, Lý Thất Dạ có thể nói là tự mình thụ đạo, đối với đệ tử có tiềm lực, đạo tâm kiên định, hắn tự mình giảng kinh thụ đạo. Bị Lý Thất Dạ đại đao to búa lớn ảnh hưởng, đường chủ, hộ pháp thậm chí là trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái
đều là càng cố gắng gấp bội mà tu hành. Chương 84, Chú Thiên Tiền Bí 2. Đã từng nghe qua Lý Thất Dạ giảng kinh, chớ nói là Đường chủ hộ pháp, ngay cả trưởng lão cũng vì đó rung động, cuối cùng, ngay cả ngũ đại trưởng lão đều tới cửa mời Lý Thất Dạ giảng kinh cho bọn họ. Lúc này, ngũ đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ vô cùng tin phục, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là được tổ sư thụ đạo, đã là tinh thông công pháp cuối cùng của Tẩy Nhân cổ phái. Đối với ngũ đại trưởng lão, Lý Thất Dạ nói như vậy, trưởng lão tu đạo ngàn năm, đạo cơ đã thành kết cục đã định, trừ phi là đẩy ngã trùng đầu trở lại, nếu không, muốn bay vọt cực lớn là không thể nào. Hiện tại chỉ có thể sửa đổi tì vết, tối ưu hóa, đạo cơ, tiến hành biến hóa vi biến. Bất quá, chỉ cần là kiên trì, tương lai vẫn có hy vọng vấn đỉnh cổ thánh. Ngũ đại trưởng lão tu đạo quá lâu, đạo cơ thiếu hụt chưa đủ, đã thành kết cục đã định, muốn đại bổ cải biến. Đã là không có khả năng, trừ phi là hủy diệt đạo cơ cho tới bây giờ, Lý Thất Dạ chỉ có thể vì bọn họ làm cái điều chỉnh vi mô. Mặc dù như thế, chư vị trưởng lão vẫn rất là hưng phấn, bọn hắn tự nhận là vấn đỉnh chân nhân là không có cơ hội. Chớ nói chi là cổ thánh, hiện tại lời này của Lý Thất Dạ cho bọn hắn hy vọng, càng là khích lệ lấy bọn hắn. Đồng thời, gặp qua Lý Thất Dạ thụ đạo thủ đoạn, không chỉ là hộ pháp, chính là trưởng lão cũng vì đó rung động, thụ đạo thủ đoạn như vậy. Thành hệ thống hoàn chỉnh, chỉ có là minh sư chìm đắm trên đường mấy ngàn năm mới có dạng thủ đoạn này. Nhưng mà, hiện tại một thiếu niên 14 tuổi, vậy mà thụ đạo như thế, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, đây vẫn là thiếu niên 13-14 tuổi sao? Cuối cùng bọn cổ thiết thủ đem tình huống như vậy quy kết cho tổ sư Minh Nhân Tiên Đế của Lý Thất Dạ được tổ sư báo mộng chỉ điểm, cho nên kế thừa vô thượng đạo nghĩa của Minh Nhân Tiên Đế. Nhưng mà, bọn người cổ thiết thủ làm sao biết Minh Nhân Tiên Đế đều là Lý Thất Dạ mang vào con đường tu đạo này, chìm nổi vạn cổ. Lý Thất Dạ không biết đã bồi dưỡng qua bao nhiêu cự phách, hắn đương nhiên là một vị minh sư không ai có thể so sánh. Một chuyện khác để bọn cổ thiết thủ phấn chấn chính là Lý Thất Dạ được sư tổ Minh Nhân Tiên Đế báo mộng truyền đạo, tìm về một môn đế thuật không trọn vẹn khác Cửu Đỉnh Thọ Pháp. Càng làm cho bọn hắn phấn chấn chính là, sau khi Lý Thất Dạ tìm hiểu chữ Thiên Công, tìm về bí thuật thiên mệnh của Tẩy Nhan cổ phái bọn hắn, Chú Thiên Tiền Bí. Chuyện này để bọn cổ thiết thủ chấn động vô cùng, thậm chí là thật lâu không ngủ, thiên mệnh bí thuật nha, đây tuyệt đối là đồ vật để vô số tu sĩ, vô số môn phái truyền thừa điên cuồng. Bất quá, Cửu Đỉnh Thọ Pháp, Chú Thiên Tiên Bí đều thành cơ mật tối cao của Tẩy Nhan cổ phái, trừ năm vị trưởng lão ra, cũng chỉ có Lý Thất Dạ biết. Khi Lý Thất Dạ truyền đạo thụ nghiệp đi vào quỹ đạo, thời điểm chính hắn chuẩn bị tu luyện, đại trưởng lão cổ thiết thủ lại tìm tới cửa, để hắn đi Tam Giác cổ viện xem một vật. Lý Thất Dạ theo đại trưởng lão cổ thiết thủ đi vào bảo khố của bảo khố bảo vật chân bảo của Tam Giác cổ viện, đại trưởng lão cổ thiết thủ mang Lý Thất Dạ đi tới một góc, nói, lần trước sau khi ngươi nói, ta đặc biệt để cho đệ tử phụ trách một lần nữa sắp xếp lại tàng kinh các, tàng binh các, bí kíp bảo vật của tàng bảo các. Về sau đệ tử phát hiện thứ này nhìn không ra là có tác dụng gì, nhưng mà, cực nặng cực nặng. Đặt ở trong góc là một tấm bia cổ đen kịt. Toàn thân không có ánh sáng, phía trên khắc rõ đường vân, rườm rà phức tạp. Tấm bia cổ này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên hiện đầy mấp mô. Đây không phải là năm tháng sói mòn ra, mà là vết kiếm mắt thương. Lý Thất Dạ chìm nổi trăm ngàn vạn năm, trong cuộc đời hắn đã gặp qua rất nhiều bảo vật, nhưng mà, thời điểm khi hắn quan sát tỉ mỉ tấm bia cổ này, đều có chút động dung, vật như vậy, hắn đã từng gặp qua một lần, mặc dù không phải khối bia cổ trước mắt này, nhưng mà, đã từng có một kiện lai lịch giống như vậy. Đây là từ đâu tới? Cuối cùng, Lý Thất Dạ hỏi cổ thiết thủ, không rõ. Cổ thiết thủ lắc đầu, nói, trong ấn tượng của ta khối cổ bia này vẫn ở chỗ này, cụ thể nó từ đâu tới, ta cũng nói không rõ ràng. Ta muốn thứ này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói ra, khối bia cổ này lai lịch không nhỏ, hắn phải hảo hảo cân nhắc một chút. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, cổ thiết thủ một lời đáp ứng, hiện tại, Lý Thất Dạ nghiễm nhiên là trưởng môn nhân Tẩy Nhan cổ phái. Coi như là trưởng môn Tô Ung Hoàng của Tẩy Nhan cổ phái trở về, chỉ sợ cũng không có quyền thế lớn như Lý Thất Dạ. Lâu các bị phong ấn, có khả năng mở ra không? Thời điểm rời đi tàng bảo các, cổ thiết thủ đều hỏi thăm Lý Thất Dạ. Hôm nay, đối với Lý Thất Dạ mà nói,
Tẩy Nhan cổ phái không có bí mật gì, ngay cả tàng kinh các tầng thứ 6. Ngũ đại trưởng lão đều đồng ý hắn ra vào, Cổ Thiết Thủ thậm chí là mang Lý Thất Dạ xem qua 3 tầng lầu các phong ấn phía trên nhất. Cái này khó nói, Lý Thất Dạ xem qua phong ấn của Tam Giác Cổ Viện, hắn chỉ là nở nụ cười một chút, lắc đầu nói ra, cái này không trọng yếu. Nói không chừng bên trong không có cái gì, có khả năng đây chẳng qua là tiên hiền phong ấn xuống khích lệ hậu nhân. Chuyện này nói như thế nào? Cổ Thiết Thủ không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói, nếu quả thật muốn mở ra phong ấn, chỉ sợ là cần đại hiền xuất thủ. Thử nghĩ một chút, 3 tầng cuối cùng, được xưng phong ấn có tiên đế bảo khí, tiên đế chư vật, Tẩy Nhan cổ phái các đời đệ tử là khát vọng bực nào. Các đời hộ pháp trưởng lão chỉ sợ đều khát vọng tu luyện thành đại hiền, muốn mở ra tiên đế bảo tàng. 3 vạn năm trước, một hồi đại chiến hao tổn kinh người cỡ nào, nếu thật còn có tồn kho. Chỉ sợ toàn bộ đều đập vào trong trận chiến tranh này rồi, mắt thấy Tẩy Nhan cổ phái đều muốn giữ không được, còn che giấu làm gì? Lý Thất Dạ cười một tiếng nói. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Cổ Thiết Thủ không khỏi ngây ngốc một chút, nhưng mà, nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy Lý Thất Dạ nói có đạo lý. Thử nghĩ một chút, 3 vạn năm trước một trận chiến này thảm thiết cỡ nào, nếu như còn có linh dược tiên bảo. Đã sớm rơi vào trong trận chiến tranh này, không có gì so với bảo trụ Tẩy Nhan cổ quốc càng trọng yếu hơn. 3 vạn năm qua, tiên đế bảo tàng mà các đời trưởng lão ngóng trông, rất có thể chỉ là bánh vẽ. Nghĩ kỹ một chút, chính Cổ Thiết Thủ hắn cũng không khỏi vì đó yên lặng, không khỏi vì đó cười khổ một cái. Lý Thất Dạ trở lại cô phong, Lý Dương Nhan mang đến cho Lý Thất Dạ một tin tức, nói, dược sư thánh lão ta phái đã đến, khi nào bắt đầu luyện thể cao. Lý Dương Nhan đột nhiên nhắc tới chuyện này, Lý Thất Dạ gần đây vội vàng cải cách Tẩy Nhan cổ phái đều thiếu chút nữa quên. Hắn vỗ ót một cái, nói, chuyện này, ta kém chút quên rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ phân phó Lý Dương Nhan nói, thông chi Cổ trưởng lão, để hắn chuẩn bị tốt dược liệu, 3 ngày sau ta vào lò, nấu thể cao. Lý Dương Nhan không nói hai lời, liền chiếu đi làm. Nàng thiên chi kiêu nữ, công chúa một nước, lộ ra nhu thuận dịu ngoan rất nhiều. 3 ngày sau, ngay tại trên cô phong, đại trưởng lão đã vì Lý Thất Dạ chuẩn bị xong hết thảy linh dược cần thiết, mà thánh lão đến từ Cửu Thánh Yêu Môn cũng chuẩn bị tốt vì Lý Thất Dạ luyện thể cao. Vì lần nấu thể cao này, tôn trưởng lão tự mình đến quan sát, làm dược sư, đây vốn là kiêng kỵ, bất quá, lại ngoài ý muốn đạt được thánh lão đồng ý. Thánh lão đến từ Cửu Thánh Yêu Môn, không chỉ là trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn, hơn nữa còn là dược sư cường đại nhất Cửu Thánh Yêu Môn. Luân Nhật Yêu Hoàng lần này phái hắn đến luyện thể cao cho Lý Thất Dạ, nói rõ Luân Nhật Yêu Hoàng coi trọng Lý Thất Dạ. Thánh lão có thể luyện mấy lần? Sau khi nhìn thấy thánh lão, Lý Thất Dạ cũng không khách khí, dò hỏi. Cửu thánh lão môn thánh lão một cái lão đầu nhìn lộn xộn, nhưng mà tôn trưởng lão đối với hắn là rất cung kính, thậm chí có thể nói là kính sợ. Phải biết rằng, trước kia, trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái bọn hắn căn bản không có tư cách gặp trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn, chớ nói chi là mời dược sư mạnh nhất Cửu Thánh Yêu Môn đến Tẩy Nhan cổ phái nấu thể cao. Tôn trưởng lão cũng minh bạch, thánh lão có thể đến Tẩy Nhan cổ phái nấu thể cao, hoàn toàn là hướng về phía mặt mũi của Lý Thất Dạ mà tới. Bát luyện, thánh lão không nói nhiều, nhưng mà, nói chuyện cũng trực tiếp. Thánh lão không hổ là Cửu Thánh Yêu Môn đệ nhất dược sư, không ngờ đã đạt tới bát luyện. Nghe được thánh lão nói, tôn trưởng lão cũng là dược sư cũng không khỏi vì đó động dung, nói, vãn bối chỉ có thể là ngũ luyện ổn định, lục luyện hoàn toàn không có nắm chắc. Thể cao, thọ dược đều có thuyết cửu luyện, số lần luyện càng nhiều, như vậy, thể cao, thọ dược tinh hoa càng tốt hơn. Thánh lão nhìn tôn trưởng lão một chút, nói, khảo nghiệm một dược sư, không ở chỗ cao cơ thể, cũng không ở chỗ thọ dược, mà là ở chỗ mệnh đan. Mệnh đan đều là tinh hoa chân chính của dược sư. Đây là thật. Tôn trưởng lão thừa nhận lời này, mệnh đan một khi không thành, nhưng hủy đan thì chỉ là việc nhỏ, hủy lô thì thảm rồi. Ta luyện mệnh đan, tam biến còn được, tứ biến khẳng định là hủy đan. Thể cao, thọ dược có cửu luyện, à, mệnh đan thì có cửu biến. Mệnh đan cùng thể cao, thọ dược hoàn toàn khác biệt. Nếu như công lực của dược sư không được, chỗ nấu thể cao, tinh thọ dược, còn có thể dùng, chính là hiệu quả nhận yếu bớt rất lớn. Nhưng mệnh đan thì khác, một khi công lực của dược sư không đủ, một khi có sai lầm, một lò mệnh đan sẽ bị hủy,
nghiêm trọng thì ngay cả lô thần cũng sẽ bị hủy. Cho nên, ở trong dược sư, có một câu như vậy, khảo nghiệm bản sự của dược sư không ở thể cao, thọ dược, mà là ở mệnh đan. Cho nên, lúc ấy Tẩy Nhan cổ phái ở dưới tình huống không có dược sư thích hợp, Tôn trưởng lão chỉ là dược sư ổn định ở ngũ luyện. Cho dù là hoàng thể cao thú tủy niên đại chưa đủ, hắn cũng dám đảm nhiệm dược sư của Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ ngao thể cao. Coi như là công lực không đủ, không cách nào đền bù thú tủy niên đại không đủ, nhưng thể cao cũng sẽ không hủy đi. Càng sẽ không hủy lò, tối đa cũng chính là dược hiệu thể cao nhận suy yếu cực lớn mà thôi. Thực lực bát luyện thể cao, cái này đã đủ khuyết điểm thiếu hụt bị tủy châu bò địa ngục chưa đủ, chúng ta bắt đầu đi. Đối với thực lực thánh lão, Lý Thất Dạ cũng vì đó tán đồng. Đối với tu luyện tiên thể thuật như hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tiên thể cao cùng với dược sư cửu luyện. Bất quá, tại dưới tình huống Tẩy Nhan cổ phái như bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn. Thậm chí có thể nói, cái này đối với Tẩy Nhan cổ phái hiện tại mà nói, đã là điều kiện tốt nhất. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, Hoàng Thể Cao, 1. Khải, thánh lão quát to một tiếng, tế ra lô thần của mình, lập tức, một cự lô đứng vững ở trước mặt bọn người Lý Thất Dạ. Cái lò lớn này cũng đủ lớn, cao bằng hai người, so với vại nước lớn ước chừng lớn hơn gấp bội. Lô này chính là một con thụy thú hàm miệng, miệng lò như biển, giống như cả lô thần có thể nuốt vào ba sông. Lúc lô thần này tế ra, trong lô thần, từng sợi mùi thuốc phun ra, tựa như khói xanh lượn lờ bay lên, ngửi hương này, xã như quế, chỉ nghe hương này, cũng liền biết dược tàng trong lô này chính là nhất tuyệt. Ném bát bảo thảo, lục thuật diệp, tử hô nha. Lý Thất Dạ cẩn thận ngửi mùi hương này, lần lượt nói ra tên linh dược đan thảo, sau đó nhìn thánh lão một chút, nói, xem ra thánh lão am hiểu thối kim tán. Trong lời nói của dược sư hành, có một câu như vậy, ngao thể cao, tinh thọ dược, luyện mệnh đan, thối kim tán. Thể cao, lấy nấu làm chủ, thọ dược, lấy tinh làm chủ, mệnh đan, lấy luyện làm chủ, mà kim tán, thì là lấy rèn làm chủ. Kim tán, chính là kim sang dược, ở trong đan dược dược sư luyện, thể cao, thọ dược, mệnh đan đều thành hệ thống. Chỉ có kim tán tạp loạn, các môn các phái đều có kỳ thuật, cho tới nay, kim tán không thành hệ thống. Thánh lão, giật mình nhìn Lý Thất Dạ, vừa nghe mùi thuốc liền biết hắn lấy linh dược đan thảo gì ném cho lô thần, càng biết hắn am hiểu thối kim tán. Cái này có thể nói là dược sư cấp bậc tông sư mới đúng nha, nắm giữ linh dược đan thảo, đã lô hỏa thuần thanh. Ngươi tu dược đạo. Thánh lão kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, dược đạo, đây chẳng qua là hứng thú mà thôi. Nói xong, hướng bên trong bảo lô của thánh lão nhìn qua, nói, hỏa nguyên hiện lên âm, rồi lại trong nhu có cương. Lô này của ngươi trời sinh là âm hỏa nguyên, nhưng mà, ngươi lại ném bát bảo hỏa nuôi hỏa nguyên, liền trong nhu có cương. Vừa vặn, hỏa nguyên này thích hợp nấu địa ngục thiết nghiêu thú tủy. Nói đến đây, hắn là nhìn Lý Xương Nhan bên cạnh một chút. Không hề nghi ngờ, cửu thánh yêu môn phái thánh lão đến là phân tích qua tình huống của hắn, mà cửu thánh yêu môn có thể được đến tư liệu trực tiếp, khẳng định là Lý Xương Nhan nói. Lý Thất Dạ êm tai nói như thế, cái này thật đúng là dọa thánh lão, tinh dược lý như thế, lô thần như thế. Cái này phải là dược sư đắm chìm trong dược đạo mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể có chút thành tựu, thậm chí là hơn ngàn năm dược sư cũng chưa chắc có thành tựu như thế. Ngươi thật sự chưa từng tu qua dược đạo? Thánh lão đều kinh nghi bất định, chỉ có Tôn trưởng lão cùng Lý Sư Nghị bình tĩnh, bọn hắn đã thành thói quen với loại thần thông sâu không lường được này của Lý Thất Dạ. Chỉ là hứng thú mà thôi, xem qua mấy quyển sách thuốc, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Thánh lão nhất thời im lặng, xem qua mấy quyển sách thuốc, liền có thể tinh thông dược lý, hiểu lô thần, những dược sư cấp bậc đại sư bọn họ treo cổ tự sát được rồi. Đây căn bản là chuyện không có khả năng, coi như là thiên tài, cũng không có khả năng xem mấy quyển sách liền tinh thông dược lý, hiểu lô thần, cái này nhất định phải thông qua thời gian tích lũy. Nhưng thiếu niên 14 tuổi trước mắt, lấy đâu ra thời gian tích lũy, lấy đâu ra mấy trăm năm hơn ngàn năm đắm chìm. Thánh lão đương nhiên không biết, hệ thống dược đạo đương thời, đây chính là xuất từ tay Lý Thất Dạ cùng dược thần năm đó, nếu hắn không hiểu dược lý,
còn có người nào có thể hiểu dược lý? Bắt đầu đi. Trong lúc thánh lão kinh nghi bất định, Lý Thất Dạ vẫn thong dong nhàn định như cũ, loại chuyện này, đối với hắn mà nói, đó là không đủ thành đạo. Thánh lão một tay cầm lô thần, gật đầu nói, bắt đầu. Hắn vừa nói xong, đáy lò vọt lên từng sợi hỏa diễm không cương không mạnh, từng sợi hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, tựa như ở trong lò hóa thành một cái đỉnh, có thể luyện hóa hết thảy. Mai rùa cửu thọ, ba xà tích, huyết hồ vĩ, hỏa hạt não, quỷ phi nhãn. Thánh lão trầm giọng quát. Tôn trưởng lão vui lòng ở bên cạnh trợ thủ, vừa nghe chí thánh lão nói, lập tức mở bảo dương ra, theo trình tự của thánh lão đem linh dược cần thiết từng cái có. Tiết tấu mà đầu nhập vào trong lô thần, đồng quát, mai rùa 12 vạn năm 9 tuổi, ba xà tích 11 vạn năm, đuôi hổ 11 vạn năm. Cuối cùng, tất cả phụ dược đều bị đưa vào trong hỏa nguyên của lô thần. Lúc này, thánh lão thúc giục hỏa nguyên, chỉ thấy trong âm có hỏa nguyên cương bắt đầu càng ngày càng vượng. Ở trong phun ra nuốt vào hỏa nguyên, đủ loại linh dược bị luyện hóa thành dược dịch, dược thủy theo thế lửa không ngừng tăng mạnh, vào lúc này, bắt đầu sôi trào. Lúc này, dược chấp trong lô thần tản mát ra một loại mùi thuốc đặc biệt, như tanh mà không tanh, như hương mà không phải hương, không phải khổ cũng không phải khổ, mùi vị hết sức đặc biệt. Thả thú tủy. Lúc này, thánh lão đại quát một tiếng, nói. Vừa nghe thánh lão nói, tôn trưởng lão làm dược sư lúc này lộ ra cẩn thận, lấy ra một cái hộp báu. Hộp báu này mở ra, bên trong có một đồ vật dài ba thước như cốt tiên, đây cũng là chủ dược luyện thể cao. Thú tủy. Tôn trưởng lão đem thú tủy bỏ vào trong dược chấp, ngay từ đầu, thú tủy này tựa hồ không đáng chú ý. Nhưng mà, khi lớp vỏ ngoài như cốt tiên bị tan đi, bên trong rốt cục chảy ra tinh hoa như máu như son. Lúc này, một tiếng trâu giống vang lên, trong nước thuốc xuất hiện một con trâu sắt to bằng nắm tay, chỉ thấy con trâu sắt này toàn thân khí âm hồn quanh quẩn không tiêu tan. Ngẩng đầu hí dài một tiếng, bào móng chạy như điên, tiếng chạy như sét đánh, không ngừng ầm vang, tựa như muốn chấn động thần lô. Thú tủy chính là bộ vị trọng yếu của xương sống lưng thiên thú, nó là bộ vị chứa đựng thể phách tinh hoa của thiên thú. Coi như là thiên thú tử vong, thể phách tinh hoa của nó vẫn như cũ tồn tại ở chỗ này. Mặc dù địa ngục thiết ngưu đã chết, nhưng mà thời điểm khi thể phách tinh hoa chảy ra, vẫn có thể để cho người ta nhìn thấy ý chí của địa ngục thiết ngưu, bất luận là bất luận thú tủy gì, đều là không cam lòng bị luyện hóa. Nhưng mà, một khi vào trong lô thần, coi như là không cam lòng luyện hóa, cũng vẫn như cũ không chạy thoát được vận mệnh bị luyện hóa. Tuy ý chí của địa ngục thiết ngưu gào thét chạy như điên, khí tức cường đại cuồn cuộn bất diệt, tựa như hỏa nguyên muốn đạp tắt lô thần, nhưng mà, lúc này, thụy thú ở miệng bộc phát ra khí tức cường đại, chỉ thấy thụy thú lưu động pháp tắc giống như thiên địa, cả tôn lô thần trở nên hùng hổ dọa người, tựa như một vị cường giả thức tỉnh. Theo lực lượng lô thần cường đại bộc phát, mạnh mẽ chấn áp địa ngục thiết ngưu đang lao nhanh, cho dù địa ngục thiết ngưu không cam lòng bị luyện hóa. Nhưng mà, trong tiếng gào thét, cuối cùng thể phách tinh hoa cùng nước thuốc của địa ngục thiết ngưu hòa tan cùng một chỗ. Lô thần cũng không phải là một tôn tử vật, có thể nói, nó là được thiên địa tạo hóa, tại trong lò, nó là tự thành một mảnh thiên địa, chấn áp hết thảy linh dược. Đương nhiên, lô thần cũng có phân chia cao thấp, thực lực dược đạo của dược sư trực tiếp cùng lô thần tương quan, thực lực dược sư mạnh bao nhiêu, lô thần liền mạnh bấy nhiêu. Thời điểm một dược sư đạt được một tôn lô thần thiên nhiên, lô thần cấp bậc là ở vào thấp nhất, theo dược sư không ngừng cho hỏa chủng ăn, linh dược. Theo dược sư không ngừng mà luyện mệnh đan, ngao thể cao, lô thần thực lực cũng theo đó đề cao, cho nên quá trình này lại được xưng là lô thần cùng dược sư dung hợp. Đương nhiên, cũng có dược sư là kế thừa lô thần của tiền bối, bất quá, kế thừa lô thần của tiền bối là tương đối khó mài giũa. Quá trình hai người dung hợp rất khó khăn, đặc biệt lô thần cấp bậc càng cao, dược sư là càng khó dung hợp. Cuối cùng, dược thủy trong lò hóa thành dược cao, chỉ thấy dược cao này như mỡ như sữa, xích trung mang tím, tản mát ra trận trận dược hương đặc biệt, xem xét dược cao như thế, liền để cho người ta ưa thích. Nhưng mà, thuốc mỡ cũng không có thành công như vậy. Lúc này, thánh lão vận chuyển dược đạo tâm quyết của mình, thúc giục lô thần. Lúc này, bên trong lô thần mùi thuốc bay ra. Lúc này, mùi thuốc bay ra tới không phải mùi thuốc của thể cao, mà là mùi thuốc của dược tàng. Dược tàng phun ra nuốt vào linh dược tinh hoa, cùng hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ. Lúc này hỏa nguyên giống như là có linh tính,
một lần lại một lần liếm thể cao. Cả lò thể cao chậm rãi xoay tròn, khiến cho hỏa diễm giống như mài nước mài lấy thể cao, để thể cao như mỡ như xốp trở nên càng tinh tế càng dẻo. Đây chính là tác dụng của lô thần dược, nấu thể cao cũng tốt, luyện mệnh đan cũng được, chỉ dựa vào dược tính của bản thân linh dược là không cách nào điều hòa, coi như là hỏa nguyên của lô thần, cũng không cách nào đem dược tính luyện hóa đến hoàn toàn dung hợp, không xung đột lẫn nhau. Ở thời điểm này, cần dược tính của linh dược cường đại để điều tiết dược tính trong linh dược, phối hợp hỏa nguyên, khiến cho dược tính dung hợp lẫn nhau. Mượn thể cao mà nói, số lần bị luyện càng nhiều, dược tính dung hợp lại càng hoàn mỹ, quá trình này ngoại trừ công lực của dược sư ra, còn có trình độ nhất định quyết định bởi lô thần dược tàng. Quá trình này lặp đi lặp lại như thế 4 chuyển rưỡi liền không được, lúc này, thể cao như son như xốp tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Tựa như long chi, coi như là người không biết hàng, vừa nhìn thấy liền biết là đồ tốt. Đáng tiếc, thú tủy niên không đủ, chỉ có thể là tứ luyện bán. Thanh lão nhìn thấy quá trình này, nhẹ nhàng thở dài nói ra. Thật là tài giỏi, không hổ là đại sư bát luyện. Tôn trưởng lão nhìn thấy cao trong lò, không khỏi nói, nếu như ta tới động thủ, thú tủy không đủ năm, chỉ sợ tứ luyện của ta cũng khó mà duy trì, dược tính liền giảm đi. Thực lực của tôn trưởng lão là luyện thể cao ổn định tại ngũ luyện, mà thực lực của thánh lão thì là ở bát luyện. Nói về nguyên tắc, lấy thực lực của thánh lão, luyện đến ngũ luyện vẫn là không có vấn đề, đáng tiếc, thú tủy làm chủ dược không đủ. Năm, chỉ có thể là tứ luyện nửa. Thể cao cũng có phân chia tốt thứ yếu, từ thấp đến cao, theo thứ tự là hậu thiên thể cao, tiên thiên thể cao, hoàng thể cao, thánh thể cao, tiên thể cao. Thể cao không chỉ có cấp bậc, hơn nữa, luyện dược của thể cao cũng trực tiếp ảnh hưởng đến dược tính của thể cao. Hậu thiên thể cao, chỉ cần luyện một chút là được, thể cao cấp bậc này, coi như là tân thủ dược sư cũng có thể luyện, tiên thiên thể cao chính là nhị luyện đến tam luyện. Hoàng thể thể cao chính là tứ luyện đến lục luyện, thánh thể cao chính là thất luyện đến cửu luyện, mà tiên thể cao nhất định phải là cửu luyện. Lý Thất Dạ hiện tại luyện thể cao chính là hoàng thể cao. Lúc ấy thời điểm Tẩy Nhan cổ phái tìm dược sư cho Lý Thất Dạ, có 2 người có thể chọn, Tôn Trưởng Lão cùng Tào Hùng. Tào Hùng thực lực so Tôn Trưởng Lão cao một bậc, ổn định ở lục luyện, trên lý luận mà nói, 2 người bọn họ đều có tư cách luyện hoàng thể cao. Nhưng mà, trên thực tế phần hoàng thể cao này là chủ dược địa ngục thiết nghiêu không đủ năm. Bất luận là Tôn Trưởng Lão hay là Tào Hùng xuất thủ luyện phần thể cao này, chỉ sợ đều không thể tứ luyện, kể từ đó, liền trực tiếp ảnh hưởng dược tính của thể cao. Chương 86, Hoàng thể cao, 2. Thể cao đã luyện tốt, lúc này Lý Thất Dạ toàn thân chỉ mặc quần, thấy thể cao luyện tốt, Lý Thất Dạ là không chút do dự nhảy vào trong lò, cả người ngâm ở trong thể cao. Lúc này, lô thần chậm rãi mà khép kín, cuối cùng, toàn bộ bảo lô bị phong bế. Nhưng mà, cái này xa xa còn không có kết thúc, thánh lão y nguyên chấp trưởng lấy bảo lô, hỏa nguyên trong lò chậm rãi thu thế. Thế lửa chậm rãi yếu đi, nhưng hỏa diễm y nguyên liếm láp thể cao, để thể cao như son như xốp chậm rãi sôi trào. Ở trong lò, Lý Thất Dạ ngâm ở trong thể cao, ngay cả đầu cũng là như thế. Lúc này, lỗ chân lông toàn thân Lý Thất Dạ thư giãn, vận chuyển chân quyết trấn ngục thần thể. Vào lúc này, trong cơ thể Lý Thất Dạ vang lên một trận tiếng oanh minh, thể cao như thủy ngân, chui vào trong cơ thể Lý Thất Dạ. Thể cao vừa vào cơ thể cao tinh hoa lập tức cùng thể phách tinh hoa của Lý Thất Dạ kết hợp. Lý Thất Dạ tu luyện chính là trấn ngục thần thể, mà lấy địa ngục thiết nghiêu làm chủ dược thể cao thích hợp hắn nhất. Ở thời điểm này, thể cao ngưng tố thể phách của Lý Thất Dạ. Thể chất của Lý Thất Dạ chính là phàm thể, mặc dù hắn tu luyện chính là thể thuật trấn ngục thần thể, nhưng mà trấn ngục thần thể của hắn còn chưa thành, thể phách có thể nói là tán loạn khó ngưng. Nhưng thể cao rèn luyện gân cốt Lý Thất Dạ, ngưng luyện huyết nhục của Lý Thất Dạ, ở dưới tiên quyết trấn ngục thần thể một lần lại một lần rèn luyện. Gân cốt, huyết nhục của Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa rất lớn, gân cốt, huyết nhục tinh hoa bị tinh luyện ra. Tinh hoa bị đề luyện ra được thể cao bó buộc, Lý Thất Dạ trời sinh phàm thể. Gân cốt, huyết nhục tinh hoa rất là mỏng manh, mặc dù sau khi tu luyện trấn ngục thần thể có thay đổi rất lớn, nhưng mà vẫn là không cách nào so sánh cùng loại thể chất trời sinh thánh thể như vậy. Cho nên, lần tẩy lễ này đối với Lý Thất Dạ mà nói là cực kỳ trọng yếu, thể chất của hắn là tiên thiên không đủ. Cho nên thời điểm tố thể phách,
hắn nhất định phải mượn thể cao đến. Đương nhiên, thể cao cấp bậc càng cao, đối với hắn càng hữu ích. Cả quá trình tố thể phách là hết sức thống khổ, toàn bộ quá trình giống như là hủy đi xương cốt của hắn. Đập nát gân thịt, thậm chí là rút ra cốt tủy, lại đem gân cốt, huyết nhục tinh hoa mượn nhờ thể cao, tố thành thể phách. Dù toàn bộ quá trình là hết sức thống khổ, nhưng mà Lý Thất Dạ y nguyên có thể chịu được, hắn ngay cả rên rỉ cũng không có kêu một tiếng. Toàn bộ quá trình cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng, thể cao trong lò rốt cục khô kiệt. Tựa như bùn bị phơi khô, toàn bộ tinh hoa đều bị tiên quyết chấn ngục thần tiên luyện hóa, bị dùng làm tố thể phách. Ầm một tiếng, ngay lúc này, trong cơ thể Lý Thất Dạ tựa như nổ tung, rốt cục, thể phách của hắn được tố thành, thể phách nhỏ như nắm đấm của trẻ con được tố thành, thể phách nho nhỏ này. Lại nặng đến mức không cách nào tưởng tượng, thể phách đen bóng tựa như là thần thiết nặng nhất, vào lúc này, pháp tắc chấn ngục thần thể như tơ như sợi quanh quẩn quanh thân thể đen bóng này. Rốt cục, thể phách quanh quẩn từ pháp tắc chấn ngục thần thể chậm rãi giấu ở trái tim, cuối cùng chìm nghỉm ở đây, nhưng pháp tắc chấn ngục thần thể lại lưu chuyển không thôi. Thể phách tàng tâm, thọ luân tàng phủ, mệnh cung tàng huyệt. Thể phách giấu ở trái tim, thọ luân giấu ở hậu phủ, cũng chính là cái ót, mà mệnh cung thì là giấu ở linh đài nê cung huyệt. Thể phách vừa thành, điều này làm cho Lý Thất Dạ vui vẻ, chỉ cần thể phách vừa thành, cho dù thân thể của hắn bị hủy, ngày khác tái tạo, thể chất của hắn vẫn như cũ không thay đổi. Thể phách vừa thành, cái này mang ý nghĩa Lý Thất Dạ tại uẩn thể cảnh giới đại viên mãn, bước vào ích cung cảnh giới. Cạch, F, F. Lúc này, Lô Thần mở ra miệng lô, Lý Thất Dạ từ bên trong nhảy ra, vừa cười vừa nói, Thành, cái này làm phiền Thánh Lão. Lúc này, Thánh Lão bọn họ vừa nhìn Lý Thất Dạ, chỉ thấy hắn toàn thân cơ bắp cường tráng, tựa như đúc bằng đồng, cho người cảm giác tràn ngập lực lượng. Hoàng thể cao nha, quả thật khó lường, phàm thể đều có thể đúc thành như vậy. Tôn trưởng lão thấy thân thể Lý Thất Dạ, không khỏi vì đó động dung, cũng vì đó hâm mộ, Tẩy Nhan cổ phái cũng chỉ có một phần hoàng thể cao, hiện tại toàn bộ đều nện ở trên người Lý Thất Dạ. Ánh mắt của Thánh Lão cùng Lý Xương Nhan càng độc, đặc biệt là Lý Xương Nhan. Ẩn ẩn đoán được Lý Thất Dạ tu luyện là cái gì, lúc này, bọn hắn xem xét, không chỉ là đứng ở trên gân cốt, lúc này, bọn hắn xem xét Lý Thất Dạ, lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng nặng nề đến ức vạn quân đập vào mặt, tựa như cả người Lý Thất Dạ giống như là một tòa thần sơn nặng không thể đo lường. Chỉ là thân thể của hắn, liền có thể nghiền diệt hết thảy, tựa hồ, thân thể của hắn chính là một kiện vũ khí biến thái, tràn đầy lực lượng bạo lực. Lý Xương Nhan càng là động dung, nàng minh bạch, Lý Thất Dạ là tố thành thể phách chấn ngục thần thể, nàng làm thiên tài, biết rõ một khi tố thành thể phách chấn ngục thần thể là ý vị như thế nào. Mặc dù, Lý Thất Dạ cách chấn ngục thần thể đại viên mãn còn cần đường rất dài phải đi, nhưng mà, một khi là chấn ngục thần thể thể vừa thành, cái này mang ý nghĩa cái này đặt vững chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ. Lý Xương Nhan hiện tại đã hiểu rõ, chỉ là thân thể này của Lý Thất Dạ, một khi phát uy, bao nhiêu bảo khí, bao nhiêu chân khí, đều chịu không được nghiền ép của hắn. Thể chất tốt. Cuối cùng Thánh Lão không khỏi khen một câu như vậy, mặc dù hắn không biết Lý Thất Dạ tu luyện thể chất gì, nhưng mà, vừa thấy khí thế đập vào mặt của Lý Thất Dạ, hắn liền biết Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật tuyệt đối là khó lường. Về phần Tôn trưởng lão, đối với Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật gì hắn cũng không có hỏi qua, hoặc là nói không chừng sư tổ đã ở trong mộng truyền thụ cho hắn thể thuật tuyệt thế vô song. Cho nên, Lý Thất Dạ có thể đem tinh hoa của hoàng thể cao hoàn toàn hấp thu, cũng không ngoài ý muốn chút nào. Mặc dù nói, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể lấy bất luận thể cao gì tôi thể, trên thực tế, thời điểm chân chính tôi thể, vẫn là có nguyên tắc. Nói thí dụ như, ngươi trời sinh hoàng thể, coi như là không tu luyện bất luận cái thể thuật gì, cũng có thể hấp thu tinh hoa của hoàng thể cao. Nếu tu luyện hoàng thể thuật, như vậy chỉ sợ là có thể đem tinh hoa của hoàng thể cao hoàn toàn hấp thu. Nhưng, nếu như ngươi trời sinh hoàng thể, lấy thánh thể cao tôi thể, như vậy, hấp dẫn thể cao tinh hoa sẽ nhận cực hạn rất lớn, thậm chí chỉ có thể hấp thu 2/3. Cái này hoàn toàn là lãng phí thể cao, một khi ngươi tu luyện thánh thể thuật, như vậy liền hoàn toàn khác biệt, có thể hút khô phần lớn thể cao tinh hoa. Thánh lão vì Lý Thất Dạ nấu thể cao, cũng không ở lại Tẩy Nhan cổ phái, thời điểm hắn rời đi, hướng Lý Thất Dạ thác ngôn. Luân Nhật Yêu Hoàng gửi lời cho hắn, tùy thời hoan nghênh hắn đến Cửu Thánh Yêu Môn làm khách.
Không hề nghi ngờ, Luân Nhật Yêu Hoàng là vô cùng coi trọng Lý Thất Dạ, nếu không, làm một đệ tử bình thường của Tẩy Nhan cổ phái, lại làm sao có thể đạt được lời nhắn của Luân Nhật Yêu Hoàng. Đưa tiễn thánh lão xong, Lý Thất Dạ trở lại tiểu viện của mình, ngồi nhập thần, bắt đầu tu luyện, luận tu luyện. Hắn so với bất luận kẻ nào đều chăm chỉ hơn, huống chi, nửa năm qua này vì cải cách Tẩy Nhan cổ phái, hắn là chậm lại tu hành. Sau ẩn thể cảnh giới, chính là ích cung cảnh giới, chính là ở trong nơi cung huyệt lại tích trúc một mệnh cung mới. Cái này nói thì đơn giản, nhưng mà, trùng trúc một cái mệnh cung không phải một chuyện dễ dàng. Mệnh cung mới mở, lại có chỗ khác biệt với mệnh cung trời sinh, tu sĩ gọi mệnh cung có sẵn từ khi sinh ra là chủ cung, mà mệnh cung mở ra gọi là thứ cung hoặc là phó cung. Đối với tu sĩ mà nói, chủ cung là nơi chân mệnh túc, còn được gọi là chủ cung chân mệnh, cho nên, coi như tu sĩ là tích trúc mệnh cung mới, cũng là không cách nào thay thế chủ cung. Ích cung cảnh giới, chỉ có thể tích trúc một mệnh cung mới, nhưng một tu sĩ cả đời không chỉ tích trúc một mệnh cung. Ở nguyên tắc mà nói, một tu sĩ có thể có được 12 mệnh cung, cũng xưng là thập nhị cung. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, người có được thập nhị cung, trên cơ bản là không có. Thậm chí có người nói, thế gian căn bản cũng không có thập nhị cung, nhiều nhất chính là thập nhất cung. Lời này cũng không phải không có đạo lý, trên thực tế, một tu sĩ trong tương lai nếu như có thể có được 3 cái mệnh cung, vậy đã được xưng tụng là ghê gớm rồi, nếu như có được 6 cái mệnh cung, vậy thì có thể xưng là thiên tài, cho dù là thiên phú, thể chất bình thường. Có được 6 cái mệnh cung, vẫn có thể xưng là thiên tài, nếu như có được 9 cái mệnh cung, đó chính là kỳ tài ngút trời, kỳ tài vạn cổ khó có được. Về phần trên cửu cung, từ vạn cổ đến nay, lác đác không có mấy. Ích cung cảnh giới, hết thảy có 5 cái cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhất cung khởi, nhị dũng tuyền, tam nhiên hỏa, tứ phá thổ, ngũ kình trụ. Lý Thất Dạ đã bước chân vào ích cung cảnh giới, lúc này ở trong mệnh cung của hắn chính là côn bằng vòng quanh chân mệnh mà biến hóa. Theo từng đạo pháp tắc gõ động chủ cung, cái này khiến cho trong nơi cung huyệt của Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ở trong nơi cung huyệt có cốt trụ nhô lên, theo Lý Thất Dạ càng không ngừng vận chuyển lấy côn bằng lục biến. Khai quật nê cung huyệt, chậm rãi, công pháp ở trong nê cung huyệt đục ra một cái mệnh cung hình dáng. Đây là ích cung cảnh cung khởi cấp, toàn bộ quá trình thập phần chậm chạp, nhưng mà Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, hắn biết ích cung gấp không được. Một khi xuất hiện sai lầm, cái này sẽ trực tiếp dẫn đến cung sụp nguy hiểm. Một khi cung sụp, tương lai muốn mở mệnh cung mới, cái kia chính là so với lên trời còn khó hơn. Suốt một ngày, Lý Thất Dạ đều đắm chìm ở trong quá trình này. Đến ngày thứ hai, Lý Thất Dạ từ trong thần du tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy Lý Xương Nhan lẳng lặng thủ ở ngoài cửa. Duỗi lưng một cái, Lý Thất Dạ chiêu Lý Xương Nhan đi vào, sau khi Lý Xương Nhan đi vào, cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái gì cũng không nói. Lý Xương Nhan thiên chi kiêu nữ này, băng lãnh như xương, coi như là đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, nàng cũng là trầm mặc như vàng. Thể thuật Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật của ngươi chính là tới từ Chiến Thần Điện a? Lý Thất Dạ nhìn Lý Xương Nhan, nói. Lý Xương Nhan chỉ là nhẹ gật đầu, không có lời dư thừa, nàng trời sinh hoàng thể, vì tu luyện thánh thể. Cửu thánh yêu môn có thể tốn không ít tâm huyết mới cầu được Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật thích hợp cho nàng tu luyện. Môn thể thuật này của Chiến Thần Điện còn có thể, đại đạo đường hoàng. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Lý Xương Nhan cũng nhịn không được trợn mắt Lý Thất Dạ một cái, Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật, cái này không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi thể thuật. Coi như là cửu thánh yêu môn bọn hắn, cũng là hao tốn không ít tâm huyết mới từ Chiến Thần Điện cầu được. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 87, Vô Cấu Tiên Thể, 1. Lý Xương Nhan trợn trắng mắt liếc, bộ dáng này của nàng, để nàng băng lãnh như xương có 3 phần vũ mị. 7 phần tiêu ý, nàng vốn là mỹ mạo khuynh thành, càng làm cho tâm thần người chập chờn, vì thần hồn điên đảo. Mỹ mạo như thế, phong tình như thế, cũng chỉ có Lý Thất Dạ tinh tế nhấm nháp. Về phần Lý Thất Dạ, đối với Lý Xương Nhan không phục, nở nụ cười, nói, Chiến Thần Điện thật là có chút gốc gác, cũng có mấy phần tự cao, Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật. Đối với Chiến Thần Điện mà nói, coi như là một môn thể thuật tốt, đối với tu sĩ trong thiên hạ mà nói,
cũng là một môn thánh thể thuật khó lường. Bất quá, đối với ta mà nói, đó chẳng qua là thể thuật bình thường mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ ung dung thích ý vừa cười vừa nói. Lý Dương Nhan ngưng mắt nhìn Lý Thất Dạ, nói như vậy, ngươi có thể thuật càng hơn Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật rồi. Mặc dù, nàng biết Lý Thất Dạ tu luyện Trấn Ngục Thần Thể, cái này mang ý nghĩa hắn đã có được tiên thể thuật của Trấn Ngục Thần Thể. Nhưng mà, nàng trời sinh Bích Thanh Thể, thể chất của nàng cùng thể chất của Trấn Ngục Thần Thể hoàn toàn khác biệt, coi như là tiên thể thuật Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng Trấn Ngục Thần Thể, vậy cũng vô dụng. Hiện tại nàng tu Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật, có thể nói là thể thuật thánh thể đỉnh phong nhất của loại Ngọc Thanh Thể này trên thế gian. Ngoại trừ loại tiên thể thuật này ra, muốn tìm được thể thuật vượt qua Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật, chỉ sợ là khó càng thêm khó, trừ phi là tiên thuật. Lý Thất Dạ không để Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật vào mắt như thế, cái này mang ý nghĩa hắn có được loại thể chất tiên thể thuật này. Trước đó, Lý Dương Nhan đã từng có phỏng đoán, hiện tại Lý Thất Dạ chẳng khác gì là thừa nhận, điều này làm cho trong nội tâm nàng chấn động. Một người có được hai môn tiên thể thuật thể chất khác nhau, điều này có ý nghĩa gì? Cho dù phóng tầm mắt nhìn khắp nhân hoàng giới, thậm chí là cửu giới, tất cả môn phái truyền thừa, thậm chí là đế thống tiên môn, môn phái truyền thừa có được hai môn tiên thể thuật, chỉ sợ dùng năm ngón tay cũng có thể đếm được, thậm chí không vượt qua hai cái. Nhưng mà, cá nhân Lý Thất Dạ lại có được hai môn tiên thể chi thuật, cái này để cho người ta rung động bực nào. Đương nhiên, nếu như Lý Dương Nhan biết rõ có được thể thư, đó là càng rung động khó nói ra được. Đây là khởi nguyên của hết thảy thể chất chi thuật, có thể nói là thiên địa vạn tộc thể thuật đều ra từ sách này. Ngươi còn không tính quá đần. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta chiêu ngươi tiến đến, hôm nay chính là muốn truyền cho ngươi một thiên thể thuật chân quyết. Truyền thể thuật chân quyết cho ta. Lý Dương Nhan tâm thần chấn động, cũng không thể tin được nhìn tiểu nam nhân trước mắt. Lý Thất Dạ lúc này ngồi tư thế đoan chính, nói, tại trước khi truyền chân quyết cho ngươi, ta phải nói rõ với ngươi mấy chuyện. Lý Dương Nhan ở bên người Lý Thất Dạ đã gần một năm, mặc dù rất ít chuyện có thể làm cho tâm tình của hắn ba động, nhưng mà cũng rất ít chuyện có thể để cho hắn trịnh trọng như thế, điều này làm cho Lý Dương Nhan cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nếu ngươi chịu chân quyết của ta, nhất định phải làm được mấy điểm. Một, lấy chân mệnh của ngươi thề, không được đem nó truyền cho người thứ hai, coi như là người thân nhất của ngươi đều không thể, trừ phi là được ta cho phép. Hai, không được làm phản, không được cùng ta là địch, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ba, việc này không cho phép cùng bất luận kẻ nào giảng, dù là sư phụ ngươi Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không được. Lý Thất Dạ từ từ nói ra, thần thái trịnh trọng vô cùng, sắc mặt ngương trọng. Lý Thất Dạ thần thái trịnh trọng như thế, ngương trọng như thế, khiến trong nội tâm Lý Dương Nhan rùng mình. Tại thời khắc này, thông tuệ nàng đã mơ hồ đoán được cái gì. Lý Thất Dạ từ từ nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu ngươi đem thuật này truyền cho người khác, ta không chỉ là muốn tự tay chém ngươi, còn muốn đồ diệt môn phái, tông tộc có được thuật này. Thuật này, trừ phi ta cho phép, tuyệt không cho phép truyền ra, coi như tương lai có tiên đế che chở, ta cũng nói là làm, không có ta cho phép, có thuật này, tất đầu tộc. Lý Dương Nhan là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ trịnh trọng như thế, hắn nói ra lời như vậy. Lý Dương Nhan tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn khẩu xuất cuồng ngôn, nàng tin tưởng Lý Thất Dạ là nói được làm được. Lý Dương Nhan cũng không biết chuyện xưa sau lưng thể thư tại trong tay Lý Thất Dạ có hơn trăm ngàn vạn năm, trên thực tế, đã từng đạt được tiên thể chi thuật của hắn xa không chỉ là Minh Nhân Tiên Đế, tại năm đó, Minh Nhân Tiên Đế được hắn truyền thụ, được thể thư trong hai đại thể thuật dương, trong đó chí dương hai đại thể thuật, một trong đó thể thuật, cuối cùng tu luyện thành chữ thiên thể. Mà Minh Nhân Tiên Đế, về sau cũng không có đem trúc thiên thể tiên thể thuật truyền vào Tẩy Nhan Cổ phái, bởi vì đây là ước định giữa hắn cùng Lý Thất Dạ. Trên thực tế, đạt được tiên thể chi thuật không chỉ là một vị tiên đế Minh Nhân Tiên Đế, đã từng có mấy người tại thời điểm còn trẻ đều cùng Lý Thất Dạ từng có ước định. Cuối cùng tu luyện được tiên thể, thậm chí là thành tựu tiên đế, nhưng mà bọn hắn đều không đem tiên thể chi thuật truyền thừa xuống. Được chân quyết của ta, liền đi theo ta, ngươi có thể ký kết ước định với ta, có thể lựa chọn đi theo ta 1.000 năm, 1.000.000 năm, hoặc là theo ta cả đời, ước định đến hạn, ngươi có thể tự rời đi. Nhưng mà, về sau không được cùng ta là địch. Nếu như ước hẹn, hậu quả không cần ta lắm lời, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nói,
Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không tu luyện thuật này, chỉ cần ngươi đi theo ta, tương lai, ta sẽ ban thưởng ngươi đồ tốt hơn thánh thể thuật của ngươi bây giờ. Tự ngươi chọn đi. Lý Dương Nha nhìn Lý Thất Dạ, thật lâu trầm mặc không nói, không hề nghi ngờ, lựa chọn này sẽ trở thành đạo đồ ảnh hưởng cả đời nàng. Nàng làm thiên tri kiêu nữ, có thể nói có rất nhiều lựa chọn, nhưng mà, hôm nay, nàng đối mặt tình huống lại bất đồng. Tốt, ta nguyện ý. Cuối cùng, Lý Dương Nhan làm ra lựa chọn, trầm giọng nói ra, thái độ thập phần kiên quyết, nàng một hơi lựa chọn quyết định đi theo cả đời. Nàng làm ra lựa chọn như vậy, lưu loát quyết đoán, nàng đích thật là một người thông tuệ, làm ra lựa chọn lớn nhất trong đời. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết lựa chọn của mình là sẽ không sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trong rừng rậm tương lai, chắc chắn sẽ có một vị trí của ngươi. Cuối cùng, Lý Dương Nhan lấy chân mệnh lập xuống mệnh thệ, lấy hiệu chung đi theo Lý Thất Dạ. Sau khi đạt được Lý Dương Nhan đi theo, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói, lời kế tiếp ngươi nghe kỹ, ta truyền chân quyết của ngươi. Lý Dương Nhan vì đó dùng mình, thu liễm tâm thần, không dám khinh thường, tư thái đoan chính, lắng nghe mỗi một chữ mỗi một câu của Lý Thất Dạ. Lý Dương Nhan trời sinh là Bích Thanh Thể, đây là một trong 24 hoàng thể, Bích Thanh Thể cùng Tịnh Ngọc Thể là cùng một loại thể chất. Cũng là một trong 24 hoàng thể, Bích Thanh Thể cùng Tịnh Ngọc Thể đều đồng dạng có thể tu luyện thành một trong 18 thánh thể. Nếu có tiên thể thuật, cuối cùng, hai đại thể chất này, vô cấu thể có thể tu luyện thành một trong 12 tiên thể. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ truyền thể thuật cho nàng, trực tiếp nhảy qua thánh thể, trực tiếp tu tiên thể. Về phần thánh thể, có 18 thánh thể, bất quá, tu sĩ thế gian càng nguyện ý xưng là 12 thánh thể. Bởi vì trong 18 thánh thể chỉ có 12 loại thánh thể mới có tiên thể đối ứng, mà 6 loại thánh thể khác, cho tới nay đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có rất nhiều người ngay cả 6 thánh thể khác là cái gì cũng không biết. Lý Dương Nhan cực kỳ nghiêm túc, lắng nghe Lý Thất Dạ truyền, thụ, nàng trời sinh là hoàng thể hoàng luân thánh mệnh, thiên phú như nàng có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đối với thiên tài như nàng mà nói, cực hạn duy nhất chính là công pháp thể thuật, bởi vì cửu thánh yêu môn dù sao cũng là không có ra tiên đế truyền thừa. Đối với thiên tài như nàng mà nói, nếu có thể tiếp nhận đế thuật, vậy thì càng ghê gớm. Nhưng đối với tu sĩ, thọ luân và mệnh cung không thể thay đổi, đây là trời sinh nó là hoàng luân thì chính là hoàng luân. Không thể tấn thăng thành thánh luân, chỉ có thể chất có thể thông qua tu luyện, tấn thăng thành cấp bậc cao hơn. Đối với Lý Dương Nhan mà nói, hoàng thể là xa xa không đủ, nếu có thể tu luyện thành tiên thể, vậy nàng ở tương lai mới có thể chân chính có cơ hội vấn đỉnh đỉnh phong. Thể thư có 6 chữ, mà mỗi một chữ chí cực thì là có thể sinh ra 2 loại thể thuật tiên thể. Lý Dương Nhan nếu là muốn tu luyện thành tiên thể, như vậy nàng nhất định phải là tu luyện vô cấu thể. Mà vô cấu thể xuất phát từ chữ thanh, chí thanh chính là 2 đại tiên thể chi thuật, theo thứ tự là vô cấu tiên cùng phi tiên thể 2 đại tiên thể này. Hiện tại, Lý Thất Dạ truyền thụ cho Lý Dương Nhan chính là tiên thể chi thuật một trong 2 đại thể thuật của chí thanh vô cấu thể. Lý Dương Nhan thiên tư hơn người, Lý Thất Dạ chỉ nói một lần, nàng liền có thể nhớ kỹ vô cấu thể tiên thể chi thuật. Khi nàng nhớ kỹ đoạn này vô cấu thể thuật, trong nội tâm nàng chấn động mạnh mẽ, đây là nàng tiếp xúc thâm ảo thần bí nhất, coi như thiên tài như nàng, chỉ sợ cũng vô pháp giải hết áo nghĩa trong đó. May mắn chính là, Lý Thất Dạ vì nàng giải quyết ảo diệu cuối cùng của vô cấu thể thuật. Thời điểm nghe Lý Thất Dạ giải thích, đây mới thật sự là rung động Lý Dương Nhan. Làm thiên tri kiêu nữ, nàng làm thánh mệnh hoàng thể, tuyệt đối là thiên tài số 1 số 2 đương kim trung vực. Khi nàng nghe vô cấu thể tiên thể thuật, nàng sợ như thiên tài. Chỉ sợ nàng tu luyện trăm năm, cũng không thấy hoàn toàn có thể ngộ thể thuật này áo nghĩa cuối cùng. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại êm tai nói, từ giản nhập phồn, thì nông nhập bác. Cái này đâu còn giống như là thiếu niên 14 tuổi. Quả thực chính là một đời vô thượng tông sư. Lý Dương Nhan đương nhiên không biết, Lý Thất Dạ ở trên thể thư là bỏ ra vô số tuế nguyệt, hắn phỏng đoán thể thư, tìm hiểu thể thư, đó là bỏ ra hơn ngàn vạn năm ở trong quá trình phỏng đoán này. Hắn là thu nạp tiên đế, nhân tộc tiên hiền các loại tinh hoa, cái này đương nhiên không phải chỉ là Lý Dương Nhan loại thiếu nữ thiên tài này có khả năng so sánh. Thể thuật ta đã vì ngươi giải thích, về phần chân chính lĩnh ngộ bao nhiêu, vẫn là muốn cáo chính ngươi tu hành. Nếu là như vậy ngươi cũng không thể tu thành vô cấu thể, chỉ có thể nói, ngươi chính là ngu ngốc lớn nhất thế gian,
cũng là ta nhìn lầm người. Truyền thụ xong, Lý Thất Dạ đối với Lý Xương Nhan nói ra: thể thuật này cùng Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật ta tu luyện khi tu luyện thể phách bác tiếp có thiếu hụt không? Lý Xương Nhan qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Chương 88, Vô Cấu Tiên Thể 2. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói: nếu như thể thuật ta truyền đều có thể xuất hiện vấn đề bác tiếp, như vậy thế gian cũng tìm không được thể thuật hoàn mỹ. Thể thuật này hoàn toàn có thể dung hợp hết Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật của ngươi tu luyện thể phách, thể thuật này là thể thuật của thủy tổ tối trung cực nhất vô cấu thể. Lý Thất Dạ nói như thế, trong nội tâm Lý Xương Nhan chấn động, đây là tương đương thừa nhận một sự kiện. Cái này khiến Lý Xương Sản không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lý Thất Dạ, nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng nói: thể thuật này. Không sai, thể thuật này chính là xuất từ Vu Thể Thư. Lý Thất Dạ cắt ngang suy đoán của nàng, nhìn ánh mắt của nàng, nói: nhưng cái này chỉ cho ngươi biết, hiểu chưa? Lý Xương Nhan nhẹ nhàng gật đầu, nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn Lý Thất Dạ, nói: nhưng ta nghe nói Thể Thư đã sớm trên trăm vạn năm chưa xuất thế. Thậm chí chưa từng có nghe nói có người đạt được Thiên Thư. Cửu Đại Thiên Thư, Cửu Đại Thiên Bảo là tồn tại cuối cùng trên thế gian. Đối với tu sĩ mà nói, không có thứ gì quý giá hơn Cửu Đại Thiên Thư, Cửu Đại Thiên Bảo. Nhưng mà, từ vạn cổ đến nay, chưa từng có người nào từng nói có một quyển trong Cửu Đại Thiên Thư từng có người đạt được, từng chiếm được một trong chín Đại Thiên Bảo. Cửu Đại Thiên Thư cũng tốt, Cửu Đại Thiên Bảo cũng thế, đều chưa từng lộ mặt ở thế gian, cho nên vạn cổ đến nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng Cửu Đại Thiên Thư, Cửu Đại Thiên Bảo chẳng qua là một số người bịa đặt, thế gian căn bản cũng không tồn tại loại vật này. Cái này có gì kỳ quái? Lý Thất Dạ ung dung thích ý cười nói, sau thời đại khai hoang, Thể Thư rốt cuộc chưa hiện nhân gian. Từ khi hắn đạt được Thể Thư, liền được hắn cất kỹ, vạn cổ đến nay, người chân chính gặp qua Thể Thư, đó là lác đác không có mấy. Lý Xương Nhan nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng nàng cũng không biết nói như thế nào cho phải. Nói thật ra, nếu như không phải Lý Thất Dạ truyền cho nàng vô cấu thể, nếu như chính miệng Lý Thất Dạ nói hắn chấp trưởng Thể Thư tiên thuật, nàng cũng sẽ không tin tưởng một tiểu nam nhân 14 tuổi nắm giữ Thể Thư tiên thuật. Thế gian chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn là khoác lác. Còn có vấn đề gì sao? Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói ra. Lý Xương Nhan do dự một chút, cuối cùng nói: thọ pháp cùng mệnh công của ta có tì vết nào không? Nàng làm thiên tài, hướng một tiểu nam nhân so với nàng còn nhỏ hơn thỉnh giáo, nếu là người khác chứng kiến, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Lý Xương Nhan thấy Lý Thất Dạ chỉ điểm đám người nam hoài nhân, nàng cũng không khỏi động tâm. Nàng cũng đã từng hướng Lý Thất thỉnh cầu dạy, nhưng mà nàng tâm cao khí ngạo, trong nội tâm luôn là có chút kéo không được cái giá đỡ này. Hiện tại nàng lấy chân mệnh lập xuống mệnh thệ, đây là kéo gần khoảng cách giữa nàng cùng Lý Thất Dạ, cho nên nàng mới mở miệng thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói: luận mệnh công, ngươi tu luyện Phượng Phụ Công đã không có gì bắt bẻ. Công này truyền thừa cho thủy tổ của các ngươi, nhưng lại không phải thủy tổ Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi sáng chế. Đừng chỉ là nhìn đế thuật, trên thực tế, có đôi khi đế thuật cũng không phải lựa chọn hoàn mỹ nhất. Phượng Phụ Công là thủy tổ các ngươi có được từ truyền thừa cổ xưa, là tiên hiền yêu tộc sáng chế, lai lịch cực kỳ sâu xa, nó bắt nguồn từ thời đại Hoang Mãng, hoàn toàn giỏi về Thác Mãng. Trên thực tế, ở thời đại Thác Mãng, yêu tộc xuất hiện không phải cự phách, đều tham chiếu Phượng Phụ Công, nhưng không tận thiện. Thẳng đến về sau, thủy tổ các ngươi bởi duyên phận hội họp, mới được Phượng Phụ Công hoàn chỉnh. Nói đến chuyện này, Lý Thất Dạ có thể nói là êm tai nói ra, chuyện này, trừ Cửu Thánh Đại Hiền đã qua đời ra, không có người nào rõ ràng hơn hắn. Năm đó, thời điểm Cửu Thánh Đại Hiền tự xưng Cửu Thánh Thiên Yêu, hắn thật ra là không môn không phái, nói trắng ra, tiền thân Cửu Thánh Đại Hiền là một con gà núi. Về sau hắn bởi vì cơ duyên chiếm được Phượng Phụ Công, cuối cùng, để cho hắn tu luyện thành Đại Hiền không ai bì nổi, từng quét ngang nhất thời, có thể xưng là Đại Hiền đỉnh phong nhất. Lý Thất Dạ nói, về phần ngươi tu luyện thọ pháp trụ vân pháp, mặc dù không thể nói là thọ pháp đỉnh phong nhất thế gian, cùng thọ pháp cấp bậc tiên đế so sánh, đích thật là có chút khoảng cách. Nhưng mà, ngươi tu Phượng Phụ Công, khẳng định là chọn trụ vân pháp, pháp này là thủy tổ các ngươi sáng chế. Cũng là bởi vì hắn tìm hiểu Phượng Phụ Công cả đời, mới sáng chế ra trụ vân pháp thích hợp nhất để phối Phượng Phụ Công.
Nghe được Lý Thất Dạ đối với công pháp của bản môn êm tai nói chuyện, Lý Dương Nhan đều có chút há hốc mồm, nàng là bởi vì tu luyện hai môn công pháp này mới chính thức biết rõ lai lịch cùng tình huống của hai môn công pháp này. Trên thực tế, liên quan tới hai môn công pháp này, cho dù là đệ tử cửu thánh yêu môn cũng không nhất định có thể biết được nhiều như thế, mà Lý Thất Dạ lại êm tai nói ra. Điều này làm cho Lý Dương Nhan cũng không khỏi hoài nghi nói, ngươi thật không phải đệ tử cửu thánh yêu môn chúng ta. Một đệ tử của phái khác lại hiểu rõ công pháp cao nhất của cửu thánh yêu môn bọn hắn như thế, cái này nói đến, chỉ sợ chư vị trưởng lão cửu thánh yêu môn bọn hắn đều không tin. Đối với Lý Dương Nhan nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cuối cùng nói ra, công pháp cùng thọ pháp. Đối với ngươi mà nói, đều không có vấn đề gì, kỳ thật ngươi thiếu chính là sát phạt hộ mệnh chi pháp, bất quá, ngươi lấy phượng phụ công cùng trúc đạo cơ của trúc vân pháp, công pháp sát phạt hộ mệnh, có cơ hội tùy thời đều có thể tu luyện. Nói đến đây, hắn nhìn Lý Dương Nhan nói, ta biết cửu thánh yêu môn các ngươi có mấy môn đại sát thuật, bất quá, không thích hợp ngươi, hơn nữa, ngươi rõ ràng đem tâm tư đặt ở trên trận pháp, cái này khiến ngươi cũng không cách nào đem mấy môn đại sát thuật này tu luyện đến cảnh giới chân chính giết chóc huyết tẩy. Về phần trận pháp cửu thánh yêu môn các ngươi nha, chẳng ra sao cả. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Lý Dương Nhan có chút không phục, cửu thánh yêu môn bọn hắn thế nhưng là có mấy môn đại trận thuật, ngươi cũng không cần không phục. Lý Thất Dạ cười nói, ta vừa nhìn trận văn của ngươi liền biết cái gọi là đại trận thuật của cửu thánh yêu môn các ngươi, đó cũng chỉ là nha tuệ của thập trận tổ mà thôi. Các ngươi nhất định là đạt được một ít tàn quyển của trận tổ, bất quá, mấy đại trận thuật của các ngươi, ngay cả 1/10 truyền thừa của trận tổ cũng không có đạt được. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Lý Dương Nhan có chút ỉu xìu, cửu thánh yêu môn bọn hắn mấy đại trận thuật tại đại trung vực coi như là nổi danh. Nhưng mà, đến trong miệng Lý Thất Dạ, trở nên không đủ thành đạo. Nàng là muốn phản bác Lý Thất Dạ, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại một mực nói toạc ra trận pháp lai lịch cửu thánh yêu môn của bọn hắn, nàng cũng đã trở nên vô lực phản bác. Ngươi phượng phụ công tinh diệu, không ở sát phạt, cho nên, ngươi yếu hơn phạt mệnh diệt địch, điểm này, cùng thiên phú, thực lực của ngươi đích thật là có chút chênh lệch. Ngươi đã ưa thích trận thuật, chờ có cơ hội, ta vì ngươi tìm mấy môn đại sát trận, lúc này mới phù hợp khẩu vị của ngươi. Lý Thất Dạ cuối cùng làm ra kết luận như vậy. Lý Dương Nhan vốn muốn nói, nhưng lại thôi, Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, nói, ta biết trong tay ngươi có một góc đồ tiên đế trận, nhưng mà nghe ta nói một câu, ngươi đừng đi tu nữa, ngươi đây là lãng phí thiên phú của ngươi. Một góc đồ tiên đế trận trong tay ngươi không trọn vẹn lợi hại vô cùng, ngươi đem tinh lực đặt ở phương diện này, đó là lãng phí tâm huyết của chính ngươi. Ta là thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng ngươi muốn mượn một góc đồ tiên đế trận này liền có thể tìm hiểu huyền ảo chân chính, nói không khách khí, nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trước tiên đem tâm huyết tinh lực đặt ở trên tu luyện đạo cơ. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Lý Dương Nhan không khỏi hỏi, đồ tiên đế trận, còn truyền hậu thế sao? Bất giác, nàng đều đem tiểu nam nhân trước mắt coi như không gì không biết tồn tại. Chuyện này, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói, kéo thanh âm thật dài. Thấy Lý Thất Dạ cố ý không nói, Lý Dương Nhan tức giận lườm hắn một cái, nói, đừng ra vẻ thần bí, mau nói nghe một chút. Trong lúc vô tình, nàng nói chuyện đều có chút nũng nịu, nàng một mực lạnh như băng xương, có thái độ như thế, đích thật là thập, phần khó được. Lý Thất Dạ cuối cùng liếc nàng một cái, nói, ngươi cũng đừng đem tâm tư đặt ở đồ tiên đế trận. Cho dù hiện tại ngươi có thể có được đồ tiên đế trận hoàn chỉnh, ngươi còn không có thực lực đi tìm hiểu nó. Về phần trận thuật hoàn chỉnh của đồ tiên đế trận nha, về sau sẽ có cơ hội. Nói đến đây, trong nội tâm Lý Thất Dạ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồ tiên đế trận, trí nhớ xa xôi cỡ nào, hồi ức không chịu nổi cỡ nào. Thấy thần thái của Lý Thất Dạ như vậy, Lý Dương Nhan cũng không dám hỏi nữa, mặc dù nàng không biết trong này có cái gì. Nhưng mà, nàng ẩn ẩn đoán được, trong này hoặc là có cố sự mà người khác không biết. Được Lý Thất Dạ truyền thụ, Lý Dương Nhan bắt đầu tu luyện vô cấu thể, thời điểm tu luyện vô thượng tiên thể này, mới khiến Lý Dương Nhan chân chính lĩnh hội cái gì mới thật sự là trung cực tiên thể chi thuật, cái gì mới là vô thượng tiên thể thuật. Khó trách Lý Thất Dạ đối với Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật chẳng thèm ngó tới, Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật hoàn toàn không cách nào so sánh cùng vô thượng tiên thể thuật này. Điều này làm cho Lý Dương Nhan cảm xúc vô cùng, chính như Lý Thất Dạ nói, truyền thụ nàng vô thượng tiên thể thuật, vì nàng giải huyền bí.
Nếu như nàng cuối cùng cũng không thể tu luyện thành vô cấu thể, như vậy nàng thật là người ngu xuẩn nhất thế gian. Hiện tại đối với nàng mà nói, tu luyện thành vô cấu thể, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Một tu luyện tiên thể thuật, điều này làm cho Lý Xương Nhan đối với chính mình tu luyện thành vô cấu thể, đó là lòng tin 10 phần. Đồng thời, Lý Thất Dạ tiềm tu một tháng, tĩnh mà tự động, gọi Nam Hoài Nhân tới, nói, chúng ta đi địa điểm cũ một chuyến, nhìn một chút tình huống địa điểm cũ. Nghe được Lý Thất Dạ phân phó, Nam Hoài Nhân lập tức tuân mệnh, nói, sư phụ ta đã từng đi qua mấy chuyến địa chỉ cũ, ta đi mời lão nhân ra người dẫn đường. Cái gọi là cựu chỉ chính là cựu chỉ của Tẩy Nhan cổ phái. Trên thực tế, tổ địa tông thổ hiện tại của Tẩy Nhan cổ phái, đó chẳng qua là một góc tổ địa tông thổ năm đó, một phần nhỏ mà thôi. Năm đó tổ địa tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái là liên quan đến rộng mấy chục vạn dặm, về sau bởi vì biến dị, lại thêm Tẩy Nhan cổ phái suy sụp. Lúc này mới khiến cho tổ địa tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái lùi bước đến mấy chục tòa chủ phong hôm nay mà thôi. Lý Thất Dạ phải về địa chỉ cũ, ngũ đại trưởng lão tuy không biết hắn muốn làm gì, đều là một mực đồng ý. Lý Thất Dạ đi tới địa điểm cũ. Ngoại trừ Mạc Hộ Pháp dẫn đường ra, còn có Nam Hoài Nhân tự nguyện làm chân chạy, còn có Lý Xương Nhan đi theo. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, Cựu Địa Tẩy Nhan, 1. Tẩy Nhan cổ phái, khởi đầu ở thời đại Chư Đế năm đầu, xây ở trong tay Minh Nhân, Tiên Đế, đế cơ có thể nói là không thể lay động. Từ lúc Chư Đế bắt đầu, Tẩy Nhan cổ phái xuyên suốt đến nay, thời điểm Tẩy Nhan cổ quốc cường thịnh nhất, đã từng bao trùm ở toàn bộ trung vực, hiệu lệnh cả nhân hoàng giới, có thể nghĩ Tẩy Nhan cổ phái đã từng là cường đại đến cỡ nào. Trăm ngàn vạn năm đi qua, Tẩy Nhan cổ phái rốt cục xuống dốc suy yếu, không còn thực lực năm đó quét ngang thiên hạ, tung hoành cửu giới. Dù là như thế, tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái y nguyên vẫn còn. Tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái đã từng cực kỳ rộng lớn, có người nói, tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái lúc rộng lớn nhất bao phủ trăm vạn dặm, xây cổ điện lâu vũ ngàn vạn tòa, trong môn có được vô số đệ tử, hơn nữa môn hạ đệ tử, xa xa không chỉ đến từ nhân hoàng giới. Thậm chí là chủng tộc thiên chi sủng nhi như Mị Linh, Thiên Ma, Thạch Nhân đều đã từng có bái nhập Tẩy Nhan cổ phái. Vinh quang của Tẩy Nhan cổ phái là một lần nữa không trở lại, cuối cùng, Tẩy Nhan cổ phái thậm chí là từ bỏ tông thổ rộng lớn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc tông thổ năm đó. Đoàn người Lý Thất Dạ lên đường, Mạc Hộ Pháp đi đầu dẫn đường cho Lý Thất Dạ, bởi vì Mạc Hộ Pháp đã từng đi qua địa điểm cũ nhiều lần, cho nên hắn có thể coi là xe nhẹ đường quen. Hôm nay Tẩy Nhan cổ phái ở chủ phong chỉ có mấy chục tòa, chỗ trải qua địa vực cũng chỉ là ngàn dặm rộng mà thôi. Hôm nay quy mô của Tẩy Nhan cổ phái là xa xa so với trước kia. Bọn người Lý Thất Dạ rời khỏi Tẩy Nhan cổ phái, một đường hướng địa điểm cũ mà đi, lần này đi địa điểm cũ, chỉ thấy dãy núi chập trùng, núi non trùng điệp tựa như long hổ chiếm cứ ở trên mặt đất. Tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái năm đó, có thể nói là sơn hà tốt đẹp, tựa như tiên thổ, nhưng mà, hôm nay bọn người Lý Thất Dạ tiến về, chỗ chứng kiến, lại cũng không phải là như thế. Càng đi về phía cựu chỉ, chứng kiến càng là tàn lụi, chỉ thấy những nơi đi qua, chính là cây khô dây leo chết, núi chọc sông kiệt, chim bay thú chạy hiếm thấy, một mảnh tĩnh mịch. Một đường nhìn thấy, chỉ thấy trong núi sâu, đều có cổ điện lâu vũ, đáng tiếc. Những cổ điện lâu vũ này đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí là sụp đổ thành tường đổ, cỏ khô tạp sinh, một quang cảnh tử khí. Từ những điêu khắc tinh xảo của bức tường đổ này có thể nhìn ra được năm đó nơi này phồn vinh bực nào, năm đó nơi này là đại khí bàng bạc bực nào. Vô số dãy núi chập trùng, cổ điện lâu vũ từng xây ở thâm cốc đỉnh phong cũng vô số, nhưng mà, đến hôm nay, lại toàn bộ sụp đổ, cuối cùng hóa thành gạch bể tường đổ. Đi lại ở trên mặt đất thê lương này, Mạc Hộ Pháp cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một loại sầu muộn, một loại bất đắc dĩ. Từ mặt đất thê lương này, có thể nhìn ra được Tẩy Nhan cổ phái năm đó phồn hoa vô địch, đáng tiếc, hôm nay rơi xuống loại hoàn. Cảnh này, Lý Thất Dạ yên lặng hành tẩu ở trên phiến đại địa này, địa phương đã từng quen thuộc, đi tới hôm nay, đã là hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc không phải địa phương để Lý Thất Dạ động dung. Để Lý Thất Dạ vì đó động dung chính là hắn hành tẩu ở trên đại địa này,
hắn mơ hồ cảm nhận được tà khí trong lòng đất. Loại tà khí này Lý Thất Dạ từng thấy trong quỷ lâu. Lý Thất Dạ rất quen thuộc với tà khí này, hắn biết lai lịch của tà khí nhưng không tưởng tượng ra được vì sao nó lại xuất hiện lần nữa. Mảnh đại địa này đã từng tràn ngập truyền thuyết, năm đó Lý Thất Dạ hóa thành âm nha rõ ràng, Minh Nhân Tiên Đế cũng rõ ràng. Mảnh đại địa này đích thật là thần bí, đích thật là thần kỳ, nhưng mà cũng mai táng lấy đồ vật đáng sợ. Đem tẩy nhan cổ phái xây ở trên phiến đại địa này, tại năm đó, có đạo lý của Lý Thất Dạ, vì trừ đi hậu hoạn, Lý Thất Dạ đã từng giết vào chỗ sâu nhất của phiến đại địa này. Về sau, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế, Lý Thất Dạ càng để cho hắn tự mình luyện hóa, lấy thủ đoạn vô địch phong ấn chỗ sâu nhất của phiến đại địa này. Theo đạo lý mà nói, loại tà khí này không nên xuất hiện. Trên thực tế, sau Minh Nhân Tiên Đế, thời điểm hắn làm âm nha xuất thế lần nữa, hắn cũng chú ý qua vùng đại địa này. Thậm chí nói, sau Minh Nhân Tiên Đế, hắn chìm nổi lấy từng cái thời đại, hắn y nguyên chú ý qua vùng đại địa này, nhưng mà đều không có xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà, thời điểm hắn ngủ say một lần cuối cùng, ngắn ngủi 3 vạn năm lại phát sinh chuyện như vậy, cái này thật sự là để Lý Thất Dạ kinh ngạc. Dưới đất có điểm xấu, Lý Dương Nhan đi cùng Lý Thất Dạ cuối cùng cũng không khỏi nói. Nàng là thiên tài, cực kỳ nhạy cảm, đi trên vùng đất này, nàng đều cảm nhận được dưới đất có một loại khí tức, để trong nội tâm nàng có sao động. Nghe nói, năm đó phát sinh dị biến, mới dẫn đến tẩy nhan cổ phái chúng ta từ đây đi hướng suy sụp. Mạc Hộ Pháp nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Nam Hoài Nhân tại bên trong tẩy nhan cổ phái có thể coi là tin tức linh thông, hắn lại tự tiện ngôn từ, liền bề bộn thay sư phụ hắn nói. Nghe nói năm đó tẩy nhan cổ phái chúng ta cũng không phải bại ở bên trong Thánh Thiên Giáo, nếu là tẩy nhan cổ phái chúng ta không phải phát sinh dị biến. Đừng nói chỉ là một cái Thánh Thiên Giáo, coi như là 10 cái Thánh Thiên Giáo cũng sẽ bị tẩy nhan cổ phái chúng ta nghiền diệt. Năm đó tẩy nhan cổ phái đại tai nạn là thật. Lý Dương Nhan cũng không khỏi động dung nói, nghe nói tẩy nhan cổ phái phát sinh qua đại tai nạn, mặc dù về sau có thế nhân cho rằng tẩy nhan cổ phái là vì mình thảm bại tìm cớ. Hừ, cái gì tìm cớ, nghe trưởng lão bọn hắn nói, nếu năm đó không phải đại tai nạn, Thánh Thiên Giáo tính là thứ gì, thời điểm Đạp Không Tiên Đế còn tại thế, cũng chưa, chắc dám cuồng ngôn diệt tẩy nhan cổ phái ta. Nam Hoài Nhân hừ lạnh một tiếng, vênh váo trùng thiên nói ra. Nhìn bộ dáng vênh váo trùng thiên của hắn, thật giống như hắn tự mình trải qua trận chiến năm đó. Đừng có cuồng ngạo. Mạc Hộ Pháp quát mắng đồ đệ của mình, tiên đế một đời gánh chịu thiên mệnh, trưởng quản càn khôn, sao có thể để ngươi ăn nói bừa bãi. Bị sư phụ trách mắng, Nam Hoài Nhân rụt đầu một cái, cười gượng vài tiếng, hắn là người hoạt bát, bị sư phụ mắng, vẫn như cũ không thèm để ý, vội nói. Nghe trưởng lão bọn hắn nói, năm đó tai nạn, là tai nạn chí mạng của tẩy nhan cổ phái chúng ta, nghĩ xa xa năm đó, tẩy nhan cổ phái chúng ta đột nhiên phát sinh tai nạn. Đừng có ở trước mặt công tử cùng công chúa miệng đầy nói bậy, coi như là cổ trưởng lão, đối với tai nạn năm đó cũng khó biết một hai, chỉ là nghe nói ra lông mà thôi. Đối với đồ đệ của mình vừa mở miệng chính là miệng đầy nói bậy, Mạc Hộ Pháp làm sư phụ là trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này, hắn làm hộ pháp, đã xưng Lý Thất Dạ là công tử. Nam Hoài Nhân bị sư phụ mình mắng chửi một trận, lúng túng cười khan một tiếng, lúc này mới nghiêm trang nói, nghe trưởng lão nói, tẩy nhan cổ phái chúng ta năm đó đột nhiên phát sinh dị biến. Cụ thể thời gian, trên thực tế ngay cả trưởng lão cũng không rõ ràng, có người nói là 3 vạn năm trước, cũng có người nói là 5 vạn năm trước, cũng có người nói là 4 vạn năm trước, tóm lại là 3 vạn năm trước đến 5 vạn năm trước, tẩy nhan cổ phái chúng ta đột nhiên phát sinh tai nạn dị biến. Dị biến như thế nào? Lý Dương Nhan hỏi, trên thực tế, liên quan tới truyền thuyết này, nàng cũng nghe qua, nhưng nàng cuối cùng không phải đệ tử tẩy nhan cổ phái, chuyện này ở mức độ rất lớn cũng là nghe nhầm đồn bậy. Cái này, một câu nói kia liền làm khó Nam Hoài Nhân, ngải ngải kỳ hắn nói hơn nửa ngày, nói không ra nguyên cớ, trên thực tế, chuyện này hắn cũng chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi. Cụ thể tai nạn như thế nào, hắn cũng không biết, ngay cả cổ trưởng lão bọn họ những người lớn tuổi này cũng nói không rõ ràng, chớ nói chi là hắn. Nghe nói là xuất hiện điểm xấu, khu vực hạch tâm tông thổ phong ấn. Cuối cùng, Mạc Hộ Pháp nhẹ nhàng thở dài nói. Về phần điểm xấu như thế nào, trên thực tế Mạc Hộ Pháp hắn cũng không biết, cao tầng tẩy nhan cổ phái chỉ nghe nói qua năm đó phát sinh điểm xấu.
Cụ thể điềm xấu như thế nào, tất cả mọi người nói không ra, cho nên bởi vì năm đó đệ tử trải qua dị biến cũng đã không còn trên thế gian. Đại địa phong ấn xảy ra vấn đề, Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân nói không nên lời, Lý Thất Dạ một mực trầm mặc chậm rãi nói. Hắn rất ít thần thái ngưng trọng, lúc này lộ ra lạnh lùng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong nội tâm Lý Xương Nhan không khỏi vì đó chấn động. Trong cửu thánh yêu môn của nàng đã từng có một cái ghi chép cổ xưa. Đó là tổ sư của bọn hắn cửu thánh đại hiền lưu lại đôi câu mà thôi. Truyền thuyết, thời điểm Minh Nhân Tiên Đế xây Tẩy Nhan cổ phái, đã từng phong ấn qua mảnh đại địa này, sau đó mới đánh xuống đế cơ vững chắc không thể lay động. Về phần Minh Nhân Tiên Đế tại sao phải phong ấn phiến đại địa này, phong ấn là cái gì, trong đó không có nói tới, hậu thế cũng nghiên cứu thảo luận không ra nguyên cớ. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, như thế đã tính trước, không hề nghi ngờ, hắn là biết mảnh đại địa này phong ấn. Cái này khiến Lý Xương Nhan cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đây là sự tình thập phần cổ xưa, ngay cả ghi chép đều không có, hắn là thế nào biết đâu. Nếu như có thể phác họa ra năm đó tông thổ Sơn Hà của Tẩy Nhan cổ phái, sẽ phát hiện, năm đó tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái như là một con ốc biển vô cùng to lớn, cái ốc biển này nằm ở trên đại địa, lưng đeo lấy tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái. Hôm nay tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái, cái kia bất quá là ở phần đuôi của con ốc biển này. Mà khu vực hạch tâm của Tẩy Nhan cổ phái năm đó là ở trên lưng của ốc biển. Khi đám người Lý Thất Dạ bước vào khu vực trung tâm tông thổ năm đó, phát hiện cây cối hoa cỏ nơi này toàn bộ chết héo, những khô tưởng này có thể nhìn ra được. Năm đó, nơi này chính là đại thụ chọc trời, thần thảo sáng rực, tiên đằng che trời, đáng tiếc, hôm nay chính là một vùng cảnh khô. Sau khi bước vào khu vực trung tâm, nhìn thấy một cảnh tượng cổ quái ở bên ngoài khu vực trung tâm. Những cổ điện lầu các xây ở trên thâm cốc đỉnh phong kia chính là toàn bộ sụp đổ, thành tường đổ vách ngăn, nhưng mà khu vực trung tâm lại không phải như vậy. Làm khu vực hạch tâm tông thổ năm đó của Tẩy Nhan cổ phái, Minh Nhân Tiên Đế đã từng cư ngụ ở đây, đã từng ở đây hiệu lệnh thiên hạ, tiếp nhận các tộc cửu giới triều bái. Về sau, các đời trưởng giáo Tẩy Nhan cổ phái đều là ở đây phát lệnh thi hiệu. Ở chỗ này, có thể nói là cổ lâu như rừng, vô số thần điện, nhưng mà hôm nay, tất cả cổ lâu, thần điện nơi này đều không thấy, đều bị bao trùm. Giống như đột nhiên trời giáng mưa bùn, vô số nước bùn bao trùm tất cả lâu các cổ điện nơi này, cuối cùng khô héo phong hóa. Tất cả cổ lâu thần điện nơi này thoạt nhìn giống như được bôi một lớp thạch cao thật dày, làm cho người ta không cách nào thấy rõ ràng diện mục những lầu các cổ điện này, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng đại khái mà thôi. Chương 90, Cựu Địa Tẩy Nhan 2. Một tầng đồ vật dày như thạch cao bao trùm tất cả lầu các cổ điện ở khu vực hạch tâm, điều này làm cho cả khu vực hạch tâm thoạt nhìn giống như là bị phong ấn thạch cao. Thấy một màn trước mắt này, Lý Thất Dạ trầm mặc đứng ở trên mảnh đại địa này, thật lâu không nói. Nơi này đã từng là trung ương Tẩy Nhan cổ phái, ở chỗ này, không chỉ là Minh Nhân Tiên Đế. Ở chỗ này, hắn đã từng điều binh khiển tướng, đã từng mang theo một chi thần quân vô địch từ nơi này xuất phát, viễn chinh cửu thiên thập địa. Muốn hưng hưng Tẩy Nhan cổ phái, tất mở cựu chỉ, nếu không, Tẩy Nhan cổ phái nhất định phải di chuyển. Bởi vì hiện tại tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái quá nhỏ, địa mạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí cũng mỏng manh. Lý Thất Dạ từng dự định khởi động lại địa điểm cũ, trùng kiến Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà, thời điểm hắn chứng kiến một màn trước mắt này, hắn đã biết rõ Tẩy Nhan cổ phái điểm xấu là cái gì. Chuyện hắn không hy vọng phát sinh nhất, rốt cục vẫn phát sinh. Điểm này để Lý Thất Dạ trầm mặc, cũng vì đó có chút nghĩ không thấu, là ai mở ra phong ấn. Nếu như là Đạp Không Tiên Đế, đó là sự tình không có khả năng, bởi vì Đạp Không Tiên Đế muốn cưỡng ép mở ra phong ấn. Chỉ sợ toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái đều không còn tồn tại, chỉ sợ là phá hủy đế cơ mới được, nhưng mà, hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Nếu như không phải ngoại nhân đánh tới phong ấn năm đó, như vậy, đến tột cùng là ai mở ra cái phong ấn này? Nghĩ đến điểm này, để Lý Thất Dạ vì đó trầm mặc. Nam Hoài Nhân hết sức tò mò đánh giá hết thảy trước mắt, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cuối cùng, hắn kìm nén không được hiếu kỳ. Lấy ra bảo kiếm của mình, đi đục đồ vật giống như thạch cao bao trùm trên một tòa cổ các, nhưng mà, hắn liều mạng đục. Liều mạng mà khoan, vậy cũng chỉ là làm ra một vết kiếm lớn chừng hạt gạo mà thôi, căn bản là khoan không thấu đồ vật như thạch cao này.
vô dụng thôi, cổ trưởng lão đã từng tới thử qua, căn bản là đục không ra, nếu như đạt tới cảnh giới nhất định mà mạnh mẽ tấn công, ngược lại là bị bắn ngược. Mạc Hộ Pháp lắc đầu nói, cuối cùng đây là vật gì? Lý Dương Nhan thấy vật giống thạch cao này bao trùm trên cổ các thần điện, cũng không khỏi kỳ quái, đế cơ tự bảo vệ mình. Lúc này Lý Thất Dạ nói, mảnh đại địa này bị đánh xuống đế cơ không thể lay động, một khi tai nạn lâm đầu. Đế cơ có thủ đoạn tự thủ hộ, cái này cũng ở trình độ nhất định áp chế tà khí dưới mặt đất từ nơi này thoát ra. Tự mình thủ hộ vẫn còn, nói đúng là đế cơ y nguyên còn. Lý Dương Nhan cũng không khỏi vì đó động dung, Tẩy Nhan cổ phái đã từng phát sinh điểm xấu, đã từng bị tai nạn, nhưng mà đế cơ y nguyên không ngã. Đế thống tiên môn sừng sững trăm ngàn vạn năm, thật là đáng sợ. Nội tình của đế thống tiên môn đích thật là không thể đo lường, hiện tại xem ra nếu như năm đó không phải gặp tai nạn như thế, coi như Tẩy Nhan cổ phái thật sự xuống dốc, cũng không phải Thánh Thiên giáo có khả năng khiêu khích, cần thời gian. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói ra một câu như vậy, đại địa phong ấn xảy ra vấn đề, Lý Thất Dạ biết vấn đề nghiêm trọng, muốn quật khởi Tẩy Nhan cổ phái, muốn trùng kiến mảnh đại địa này, như vậy, nhất định phải giống năm đó giết vào chỗ sâu nhất của mảnh đại địa này. Nếu thật sự như vậy, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, hắn cần dũng tướng dũng sĩ, loại chuyện này, không thể vung mà sợ, muốn thành công, hắn nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ. Nơi này có một cái động. Vừa lúc đó, Nam Hoài Nhân đang đi dạo bốn phía chợt phát hiện ra, quát to một tiếng. Ba người Lý Thất Dạ vội vàng tiến đến, địa phương Nam Hoài Nhân là một cái sơn cốc địa thế cực thấp. Nhưng mà, ngay tại trong sơn cốc cây cối hoa cỏ chết héo này lại có một cái động cực lớn thẳng rủ xuống. Cũng không biết cái cự động này rủ xuống đến tột cùng sâu bao nhiêu, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía dưới là một mảnh tối như mực. Nhìn kỹ cái động lớn này, khiến người ta phát hiện, cái động lớn này là từng vòng đường vân như vân ốc, giống như là có một cái cự toàn thẳng tắp chui xuống, rất rõ ràng, cái động lớn này không phải tự nhiên hạ xuống. Cái hang lớn này chỉ sợ bị khoan mở không có bao nhiêu thời gian. Lý Dương Nhan cẩn thận quan sát cái hang lớn này, cuối cùng cho ra kết luận như vậy. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát cái hang lớn này, hắn tính toán cẩn thận một phen, cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Phân phó với Mạc Hộ Pháp, Mạc Hộ Pháp, ngươi lập tức trở về, làm cho ta Tử Lam Thụ, càng nhiều càng tốt, muốn làm. Còn có, làm cho ta một cái nồi cực lớn, ba bình giấm biển, sáu bình nước uống của Tu Hu Dạ, còn có thanh không cốt. Lý Thất Dạ nói ra một đống dược danh, Mạc Hộ Pháp mặc dù không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng mà hắn vẫn là nhất nhất ghi nhớ. Sau khi Lý Thất Dạ phân phó xong, hắn lập tức vượt không mà đi, không dám mảy may lãnh đạm. Chỉ cần đạt tới cảnh giới thiên nguyên, tu sĩ mới có thể độn thiên mà đi, không cần dựa vào bất kỳ bảo vật gì, đều có thể phi hành. Đại sư huynh, đây là muốn làm gì? Thấy Lý Thất Dạ muốn nhiều đồ như vậy, Nam Hoài Nhân không khỏi tò mò hỏi. Lý Dương Nhan cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ nói ra một đống lớn tên thuốc, rất nhiều thứ ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười một cái, nói, huân lão thử. Cười, hắn dứt khoát ngồi xuống, thích ý chờ Mạc Hộ Pháp trở về. Mạc Hộ Pháp không dám chậm trễ chút nào, vừa đi một hồi, hắn vẫn là bỏ ra trọn vẹn một ngày thời gian. Khép lên, phóng hỏa đốt. Mạc Hộ Pháp trở về, mang đến cho Lý Thất Dạ rất nhiều cây tử tăng thụ, toàn bộ đều là củi khô. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp lập tức đem củi tử tăng thụ gác ở cửa hang lớn, châm lửa đốt lên. Trong nháy mắt, khói đặc cuồn cuộn xông vào trong động lớn, loại khói đặc này mang theo một loại hương vị đặc thù, một loại hương vị nói không rõ ràng. Theo khói đặc cuồn cuộn vô cùng vô tận xông vào trong hang lớn, qua một hồi lâu, rốt cuộc có động tĩnh. Một trận tiếng vang ầm ầm, đại địa lay động, giống như là địa ngưu xoay người. Ầm, một tiếng vang, thật lớn. Một con quái vật khổng lồ từ trong cự động vọt ra, sau khi con quái vật khổng lồ lao ra, ầm một tiếng, nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất nổ tung thành một cái hố to. Là ai dùng loại mùi khói này quấy rầy giấc ngủ của ta? Một lão già giống giận vang lên, tựa hồ đặc biệt phẫn nộ đối với khói đặc. Vừa nhìn thấy quái vật khổng lồ này nện xuống đất, bọn Nam Hoài Nhân cũng không khỏi trợn tròn mắt. Quái vật khổng lồ nện ở trên mặt đất không phải là quái thú hung mãnh đáng sợ gì, mà là một con ốc sên to lớn vô cùng, một con ốc sên biết nói. Con ốc sên này sợ là ốc sên lớn nhất mà bọn người Nam Hoài Nhân từng gặp trong đời,
hơn nữa còn là ốc sên duy nhất biết nói chuyện. Nhìn thấy ốc sên to lớn như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ là bình chân như vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng lên, đánh giá ốc sên to lớn này. Ung dung nói, không tệ, vậy mà có thể lục giải, đối với bộ tộc các ngươi mà nói, thật là không dễ dàng. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho ốc sên to lớn chấn động, hai con mắt to lớn trên xúc giác của nó như là mắt trâu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên, như là sét đánh, quát, tiểu tử, ngươi là người nào, vậy mà biết cách nói như vậy của lục giải. Ta là người thế nào, không quan trọng, nhưng quan trọng là, ngươi lại xuất hiện ở chỗ này. Lý Thất Dạ vẫn bình chân như vậy, nhìn ốc sên to lớn nói, về phần ngươi nói lục giải, không có gì quá lớn, ngay cả 18 giải ta đều có thể nói ra. Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, ăn nói lung tung, miệng nói năng ngông cuồng, thế gian không ai biết 18 chữ. Ốc sên to lớn kêu lớn, không, không đúng, nếu thật sự có 18 chữ, quả thật có một người biết. Nói tới đây, con ốc sên to lớn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai con mắt sinh trưởng ở trên xúc tu lại như rung đùi đắc ý. Nói, không đúng, không đúng, ngoại trừ tồn tại kia, thế gian rốt cuộc không ai biết 18 giải. Ngươi một tiểu tử nhân tộc, có thể biết 18 giải mới là quái sự. Du Du Hoàng Họa, Đỉnh Dạ Hải Thanh, Thánh Tang ở Huề, Kim Ô Nhập Cương. Lúc này, Lý Thất Dạ mở miệng, nói ra một đoạn chân giải mà bọn người Lý Xương Nhan căn bản nghe không hiểu. Nghe được đoạn chân giải này của Lý Thất Dạ, con ốc sên to lớn này vì đó chấn động kịch liệt, hoảng sợ, hai con mắt to lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, dưới vỏ ốc to lớn của hắn vươn ra một bàn tay khổng lồ thịt hô hô, thoáng cái bắt được Lý Thất Dạ. Thoáng cái, Lý Thất Dạ bị bàn tay thịt khổng lồ này chộp vào trên bầu trời, điều này làm cho Mạc Hộ Pháp cùng Lý Xương Nhan hoảng sợ. Bọn người Lý Xương Nhan muốn động thủ, nhưng Lý Thất Dạ lại khoát tay áo, để cho bọn họ an tâm không động. Ngươi, làm sao ngươi biết một đoạn chân giải này? Ốc sên to lớn không thể tưởng tượng nổi, con mắt to lớn nhìn chằm chằm. Lý Thất Dạ, chỉ là bài giải thứ 7 mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, 18 giải ta đều đã tính trước. Lý Thất Dạ cười một cái, bình tĩnh nói ra 18 chữ. Con ốc sên to lớn này trở nên nôn nóng, không thể chờ đợi được nữa, âm thanh già nua quát lên chói tai. Thập bát giải vẫn là thứ tộc các ngươi truy tìm, để ta nói ra, nào có dễ dàng như vậy, ngươi đi theo ta, ta có lẽ còn có thể suy tính một chút. Lý Thất Dạ y nguyên thong dong nói, tiểu tử ngu ngốc, cũng dám bàn điều kiện với lão phu. Ốc sên to lớn nóng nảy quát, đợi lão phu xé mở thức hải của ngươi, rút ra trí nhớ của ngươi, xem ngươi còn có thể cất giấu cái gì. Vừa nói xong, một cái xúc tu của ốc sên vậy mà hóa thành một đạo pháp tắc thần liên, lập tức đâm vào mi tâm Lý Thất Dạ, thẳng dò xét thức hải của Lý Thất Dạ. Không tốt! Nhìn thấy một màn này, Lý Xương Nhan sắc mặt kịch biến, chợt biết đại sự không ổn. Oanh! Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa như là nổ tung, chỗ mi tâm Lý Thất Dạ lập tức nổ tung một đạo tiên quang. Theo một tiếng vang thật lớn, ốc sên to lớn bị nổ bay về phía chân trời. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền một tôn tiên đế cuồng nộ, giữa mi tâm nổ tung một đám tiên quang, đều trực tiếp chấn động đến thầy trò Nam Hoài Nhân nằm dạp trên mặt đất, ngay cả Lý Xương Nhan muốn đứng cũng đứng không vững. Lý Thất Dạ bồng bềnh rơi xuống đất, giữa mi tâm hắn tiên quang lóe lên rồi biến mất, mặc dù là như thế, thời điểm một đạo tiên quang này nổ tung, Lý Thất Dạ giống như là tiên đế cuồng nộ, chư thần của cửu thiên thập địa đều muốn ở dưới đạo tiên quang này phục bái. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.